Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 239. Diệp Thanh Thanh không nói gì. Diệp Huyên ngó Diệp Thanh Thanh hỏi, cô chưa từng nghe nói đến quá khứ tông hả? Diệp Thanh Thanh đáp, kệ họ đi, ta từng bói cho ngươi một quẻ, mạng ngươi dai lắm, không chết được. Diệp Huyên chớp chớp mắt, cô còn biết đoán mệnh. Diệp Thanh Thanh nói, biết. Diệp Huyên lập tức có chút nghi ngờ. Diệp Thanh Thanh liếc Diệp Huyên, có cơ hội sẽ biểu diễn cho ngươi xem. Diệp Huyên gật đầu, được. Diệp Thanh Thanh không nói thêm gì nữa, tiếp tục đi về phía xa. Diệp Huyên chần chờ một lúc mới hỏi, hay là chúng ta bay đi? Diệp Thanh Thanh nhàn nhạt nói, ta thích đi như vậy hơn. Diệp Huyên câm nín. Hai người cứ thế đi về phía trước, ai cũng không nói chuyện, bầu không khí thoáng chốc trở nên nặng nề. Nhưng, Diệp Thanh Thanh lại đôi khi sẽ liếc Diệp Huyên một cái. Một lúc lâu sau, hai người đã đi đến một đại lục không biết tên. Khi hạ xuống đất, Diệp Huyên lập tức cau mày. Hắn cảm giác được có một khí tức khủng bố đang ở trong dãy núi đằng xa. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, nàng ta không nói gì mà vẫn đi sâu vào trong núi. Diệp Huyên do dự một chút rồi hỏi, đây là nơi nào? Diệp Thanh Thanh đáp, người sẽ biết ngay thôi. Diệp Huyên gật đầu, được rồi. Giờ, hắn cũng không vội. Dù sao cứ đi là được. Chẳng mấy chốc, cả hai đã đi vào trong dãy núi mịt mù. Khi vừa bước vào đã có một khí tức khủng bố bao phủ lấy hai người. Ngay sau đó, cánh rừng trước mặt run lên. Tiếp theo, mặt đất bắt đầu chấn động. Diệp Huyên nhìn cánh rừng kia, trên bầu trời của nó bỗng ló ra một cái đầu yêu thú bự tràng. Nó vừa xuất hiện, Diệp Huyên đã cảm thấy được một luồng uy áp khủng bố. Yêu thú rũ mắt nhìn hai người, không nói gì. Thực ra, ánh mắt của nó chủ yếu nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Là yêu thú nên nó cực kỳ nhạy cảm với nguy hiểm. Mà lúc này, nó rõ ràng cảm giác được sự đáng sợ của Diệp Thanh Thanh. Yêu thú chần chờ một lát rồi hỏi, hai vị, có chuyện gì hả? Giọng điệu vô cùng thân thiện. Đây là lần đầu tiên Diệp Huyên thấy yêu thú khách sáo như vậy. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh. Hiển nhiên là vì cô nàng này. Diệp Thanh Thanh đáp, chúng ta muốn đi vào. Yêu thú nghe vậy thoáng do dự. Diệp Thanh Thanh chỉ im lặng nhìn nó. Trông dáng vẻ ấy của nàng ta giống như một lời không hợp thì đánh. Yêu thú cảm giác được điều đó nên vội nói, hoan nghênh. Hoan nghênh, cô nương, mời. Nó nói xong bèn vội tránh ra, còn thuận tay đè bẹp cánh rừng trước mặt. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Huyên nói, đi thôi. Nàng ta dứt lời bèn dẫn Diệp Huyên đi về phía trước. Diệp Huyên nhìn con yêu thú kia, nó thấy Diệp Huyên nhìn mình thì lập tức nhếch miệng cười. Vẻ mặt Diệp Huyên thoáng chốc trở nên kỳ lạ. Bấy giờ, Bút Đại Đạo bỗng khe khẽ thở dài, có thực lực tốt ghê, ai cũng khách sáo với ngươi hết. Tiểu Tháp nhàn nhạt nói, đây chẳng phải là chuyện hết sức bình thường à. Thế giới này chính là thực tế như vậy. Nói câu không dễ nghe là nếu Tiểu Tháp ta không có khả năng nghịch thiên kia thì giờ còn không biết đang phủ bụi ở góc xó xỉnh nào ấy chứ. Diệp Huyên. Tiểu Tháp lại nói tiếp, Tiểu Bút, người tốt nhất là khiến mình có chút giá trị. Không thì, người cứ chờ bị biến mất không ai đếm xỉa đến đi. Bây giờ, người đã không theo kịp bước chân của tiểu chủ. Ta nói một khó nghe, giờ người đã là cục cứt vứt dưới hầm cầu rồi nên phải chấn chỉnh lại mình đi. Bút Đại Đạo. Tiểu Tháp còn định nói gì đó, song lúc này Diệp Thanh Thanh bỗng mở miệng, Tiểu Tháp, có phải ngươi nói hay bị nhiều rồi không? Tiểu Tháp nghe vậy lập tức im lặng. Diệp Thanh Thanh ngó bụng Diệp Huyên rồi nói, tặng cho ngươi một niềm vui bất ngờ. Diệp Huyên nghe vậy sửng sốt. Niềm vui bất ngờ. Diệp Huyên vừa định hỏi thì Diệp Thanh Thanh đột nhiên ngừng lại một chỗ, cách đó không xa có một cái vách núi. Diệp Huyên bỗng quay đầu lại thì thấy con yêu thú kia vẫn đi theo họ từ xa. Nó chợt mở miệng nói, hai vị, nơi đó có trận pháp cực kỳ khủng bố, cẩn thận nhé. Nó vừa nói xong, vách núi kia chợt run lên, ngay sau đó, bắn ra một cột sáng màu vàng khổng lồ. Vèo. Thoáng chốc, cả đất trời chợt nứt toạc thành một tấm mạng nhện lớn. Diệp Huyên thầm hoảng sợ, đây là thứ gì vậy? Sao lại đáng sợ như thế?
khi nhìn thấy ánh sáng vàng đó thì con yêu thú kia cũng biến sắc, vội vàng lùi về phía sau. Lúc này, Diệp Thanh Thanh bỗng rút kiếm ra rồi bổ xuống. Vèo! Một kiếm này bổ xuống, luồng sáng kia lập tức biến mất. Cùng lúc đó, vách núi đằng xa cũng nát bấy rồi hóa thành hư vô. Nhưng cả ngọn núi lại chẳng sứt mẻ gì. Diệp Huyên không khỏi nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh, thực lực của cô nàng này tốt ghê. Một kiếm bổ xuống chỉ nát luồng sáng kia và vách núi, còn cả ngọn núi lại không hề bị gì. Lợi hại! Sắc mặt của con yêu thú đằng sau Diệp Huyên lại lập tức trở nên nghiêm trọng, trên trán toát mồ hôi lạnh. Nó biết sức mạnh của luồng sáng vàng kia vì mấy năm qua cũng từng thử phá trận, nhưng lần nào cũng suýt nữa mất mạng. Nếu không phải nó chạy nhanh thì giờ cỏ trên mộ đã cao cả mấy trượng rồi. Lúc này, Diệp Thanh Thanh bỗng nhìn về phía Diệp Huyên nói, người kinh ngạc cái gì? Đây chỉ là những động tác cơ bản thôi, không có gì đáng để kinh ngạc hết. Nàng ta nói xong bèn đi vào trong vách núi. Diệp Huyên liếc Diệp Thanh Thanh, tức ghê, lại bị nàng ta lên mặt rồi. Hắn vội vàng đi theo, xong bấy giờ con yêu thú kia đột nhiên nói, vị tiểu hiệp này, ta có thể đi theo không? Diệp Huyên nghe thấy thế, quay đầu ngó nó, người muốn đi thì đi. Hắn nói xong vội vàng đuổi theo Diệp Thanh Thanh. Yêu thú nhận được sự đồng ý của Diệp Huyên thì lập tức theo sau. Chẳng mấy chốc, hai người một thú đã đi vào trong hang núi. Sau khi bước vào, Diệp Huyên liếc nhìn xung quanh thì thấy trên vách đá tràn đầy các ký hiệu quỷ dị. Diệp Huyên đi đến bên cạnh Diệp Thanh Thanh, hơi tò mò hỏi, niềm vui bất ngờ gì đâu. Diệp Thanh Thanh đáp, người sẽ biết ngay thôi. Diệp Huyên gật đầu, được rồi. Một lát sau, Diệp Thanh Thanh ngừng lại, cách đó không xa có một ông lão đang khoanh chân ngồi. Mà ở trước mặt ông ta lại đặt một cái hộp. Bấy giờ, ông lão chậm rãi ngẩng đầu lên, trực tiếp nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Khi thấy Diệp Thanh Thanh thì ông ta cau mày lại, ngươi. Diệp Thanh Thanh hỏi, ngươi muốn đánh mấy chiêu không? Vẻ mặt ông ta cứng đờ. Diệp Huyên. Sau đó, Diệp Thanh Thanh lại nói, thôi bỏ đi. Đừng nói ngươi của bây giờ, dù là ngươi ở thời kỳ đỉnh cũng không thể nào đỡ được một kiếm của ta. Nàng ta nói xong bèn mở tay ra, cái hộp trước mặt ông lão chậm rãi bay về phía mình. Diệp Thanh Thanh nhìn ông ta nói, cái hộp này, ta muốn. Song cũng sẽ không lấy không của ngươi, ta có thể thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu. Ông lão nhìn Diệp Thanh Thanh hỏi, thật hả? Diệp Thanh Thanh gật đầu. Ông lão im lặng một lúc rồi chỉ vào Diệp Huyên bên cạnh nói, ta muốn hắn nhận lấy truyền thừa của Hỗn Độn Tông ta. Và lại, sau này phải làm cho đạo thống của Hỗn Độn Tông xuất hiện lại trên thế gian. Diệp Thanh Thanh quay đầu nhìn Diệp Huyên. Hắn suy nghĩ một lát rồi gật đầu, được thôi. Diệp Thanh Thanh đưa cái hộp cho Diệp Huyên nói, cho ngươi. Diệp Huyên có chút tò mò hỏi, trong đây là... Diệp Thanh Thanh nhìn chằm chằm Diệp Huyên đáp, toàn bộ của cải của Hỗn Độn Tông, ít nhất phải có vài tỷ đạo tinh. Diệp Huyên im lặng một hồi mới hỏi, sao cô biết ta thích tiền? Diệp Thanh Thanh lại hỏi ngược lại, ai mà không thích tiền? Diệp Huyên nhìn Diệp Thanh Thanh hỏi, chúng ta quen nhau hả? Diệp Thanh Thanh tránh đi ánh mắt của Diệp Huyên, xoay người đi ra ngoài nói, không biết. Diệp Huyên hỏi, vậy tại sao ta cứ cảm thấy cô có chút quen? Diệp Thanh Thanh cũng không quay đầu lại đáp, có lẽ là quen nhau ở đời trước. Đời trước? Diệp Huyên im lặng nhìn bóng lưng rời đi đằng xa của Diệp Thanh Thanh. Hắn không có đời trước. Một lát sau... Diệp Huyên hoàn hồn lại, xoay người nhìn ông lão đang ngồi khoanh chân ở kia nói, cảm ơn tiền bối. Ông lão nhìn Diệp Huyên cười nói, thay ta chọn một truyền nhân rồi giúp hắn xây dựng lại Hỗn Độn Tông. Diệp Huyên đáp, được. Ông ta lại nói, mai sau, xin các hạ hãy chăm sóc cho Hỗn Tông đôi chút. Diệp Huyên gật đầu, ta biết rồi. Ông lão cười nói, cảm ơn. Ông ta nói xong, nhục thân dần trở nên hư ảo. Lúc này, con yêu thú bên cạnh bỗng nói, ta cũng có thể trợ giúp Hỗn Độn Tông của ông. Ông không chừa cho ta chút gì hả? Vẻ mặt ông lão cứng lại, ngươi không nói sớm. Ông ta vừa nói xong đã biến mất. Yêu thú im lặng một lát rồi văng tục, mẹ nó. Nó chửi xong bèn xoay thân đuổi theo. Sau khi Diệp Huyên đi vào hang động thì thấy Diệp Thanh Thanh đang ngồi trên một tảng đá.
Nàng ta mặc bộ đồ trắng tinh không tì vết, tay cầm kiếm chống xuống đất, làn gió nhẹ nhàng thổi đến, thổi bay lọn tóc của nàng ta. Diệp Huyên đi đến bên cạnh Diệp Thanh Thanh, cười nói cảm ơn. Diệp Thanh Thanh quay đầu nhìn Diệp Huyên, không có gì. Diệp Huyên cười rồi ngồi xuống cạnh Diệp Thanh Thanh hỏi, cô phải đi rồi hả? Nàng ta ngó Diệp Huyên hỏi, hy vọng ta đi không? Diệp Huyên cười đáp, không hy vọng. Trên mặt Diệp Thanh Thanh thoáng chốc lộ ra ý cười. Diệp Huyên tức thì có hơi sững sờ. Bởi vì đây là lần đầu tiên hắn thấy Diệp Thanh Thanh cười, bình thường nàng ta đều lạnh mặt, trông cực kỳ lạnh lẽo, chẳng những thế còn hơi dữ. Mà cười thì đây là lần đầu tiên hắn thấy. Diệp Thanh Thanh ngoảnh đầu nhìn về phía chân trời nói, ta muốn dẫn người đi đến một chỗ cuối cùng. Diệp Huyên tò mò hỏi, chỗ nào? Diệp Thanh Thanh đang định trả lời, Diệp Huyên đã cười nói, ta biết rồi, đến sẽ biết chứ gì. Nàng ta liếc Diệp Huyên khen, thông minh. Diệp Huyên cười ha ha. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Huyên, chẳng mấy chốc lại nở nụ cười. Lúc này, cả hai như cảm giác được gì đó, cùng quay đầu lại. Cách đó không xa, còn yêu thú kia đang nhìn họ. Nó thấy hai người nhìn mình thì lập tức có chút căng thẳng, chần chờ một hồi mới hỏi, không làm phiền đến các ngươi đó chứ? Diệp Huyên cười hỏi, xưng hô thế nào đây? Yêu thú đáp, Đại Sơn. Diệp Huyên lại hỏi, Đại Sơn, có phải là ngươi muốn vớt chút lợi ích đúng không? Đại Sơn vội gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên suy nghĩ rồi bảo, có muốn đổi một nơi để phát triển không? Đại Sơn trần chờ hỏi, đi theo ngươi à? Diệp Huyên cười ha ha khen, thông minh. Đại Sơn ngó Diệp Thanh Thanh, không đáp. Diệp Huyên cười nói, có phải nếu đi theo Thanh Thanh thì ngươi sẽ đồng ý không? Đại Sơn cười mỉa, ta không có ý đó, ngươi cũng biết ta là yêu thú, ngươi là con người. Yêu tộc và nhân tộc có một sự khác biệt về văn hóa rất lớn. Ta đi theo ngươi thì sẽ có rất nhiều bất tiện, còn về chỗ tốt, thực ra... Ta chỉ hỏi một chút thôi chứ cũng không có ý gì khác. Nó nói xong định chuồn. Giờ phút này, nó cũng cảm thấy có hơi cạn lời. Ta chỉ muốn chiếm chút chỗ tốt, mà ngươi lại muốn ta đây bán mình. Quá độc ác. Không thể trêu vào. Diệp Huyên bỗng nói, 100 triệu đạo tinh. Đại Sơn dừng lại, nhưng chẳng mấy chốc nó lại tiếp tục rời đi. Diệp Huyên cười nói, 200 triệu. Đại Sơn lập tức xoay người đi đến trước mặt Diệp Huyên rồi nói, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ đi theo ngươi, ngươi bảo ta lên núi hay xuống biển lửa gì ta cũng đi. Diệp Huyên cười hỏi, không suy nghĩ thêm à? Đại Sơn nghiêm mặt nói, có tiền là khỏi phải suy nghĩ. Diệp Huyên cười mở tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ chậm rãi bay tới trước mặt Đại Sơn. Nó thấy trong nhẫn có 200 triệu đạo tinh thì sắc mặt thoáng trở nên phức tạp, loài người. Phải nói một câu rằng ngươi thật rộng rãi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Huyên cười nói, ta cũng không cần ngươi làm cái gì, ta mở một cái thư viện, ngươi đến đóng giữ giúp ta là được, sao? Đại Sơn trần chờ một lát mới hỏi, chỉ vậy thôi à? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy, 200 triệu kia coi như quà gặp mặt, sau này mỗi năm, ta đều sẽ cho ngươi 1 triệu đạo tinh. Ngươi thấy sao? Đại Sơn lập tức đáp, đương nhiên đi. Diệp Huyên gật đầu, ngón tay bắn một cái, kiếm quang bay vào giữa trán Đại Sơn, đây là địa chỉ, đi đi. Đại Sơn cất nhẫn đi, do dự một lát vẫn hỏi, ta còn quen một vài yêu thú nữa, ngày nào chúng nó cũng rảnh rỗi không gì làm. Hay là, người cũng cho chúng một công việc. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi hỏi, có bao nhiêu trật tự cảnh. Đại Sơn tính toán một chút rồi đáp, 6. Diệp Huyên cười nói, được thôi. Đại Sơn chớp mắt hỏi, mỗi năm 1 triệu đạo tinh. Diệp Huyên cười, mỗi năm 800.000, ít hơn người 200.000. Đại Sơn lập tức đáp, được, ổn áp phết. Diệp Huyên lại lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho Đại Sơn, trong đây có 10 triệu đạo tinh, người đưa cho chúng giúp ta. Sau khi người đến thư viện, nhớ là phải nghe theo quy định ở đó. Nếu không thì chịu thiệt cũng đừng tới tìm ta. Hắn đương nhiên không sợ đám yêu thú kia gây chuyện. Có Thanh Khâu ở đó, ai có thể gây chuyện được chứ? Đại Sơn cất nhẫn đi rồi vội chào, tạm biệt. Nó chào xong bèn xoay người rời đi. Diệp Huyên nhìn bóng lưng của Đại Sơn biến mất ở đằng xa mà lắc đầu cười.
Bấy giờ, Diệp Thanh Thanh bỗng nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên chớp mắt nói, ta muốn kiểm kê tài sản một chút. Diệp Thanh Thanh liếc Diệp Huyên nói, đều là mấy thứ dâu ria, kiểm kê cái gì? Sau này rồi kiểm, đi. Nàng ta nói xong bèn nắm lấy bả vai của Diệp Huyên, sau đó hóa thành một luồng kiếm quang biến mất ở cuối tinh không. Ở một nơi nào đó trong đường hầm thời không, mặt mày Diệp Huyên tràn đầy vẻ nghiêm trọng vì hắn phát hiện lúc này mình đang vượt qua thời không với một tốc cực kỳ nhanh. Nhanh đến nỗi Diệp Huyên hoàn toàn không thấy rõ xung quanh. Giờ phút này, mọi thứ trong mắt hắn đều nhòe đi. Cứ thế không biết qua bao nhiêu lâu, Diệp Huyên mới cảm thấy xung quanh dần rõ ràng lên. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên đã cảm thấy mình dừng lại. Sau đó, hai chân của hắn rơi xuống đất. Diệp Huyên chậm rãi mở mắt ra. Giờ hắn đang đứng trên mặt đất, trước mặt là một cái thềm đá cao tới vạn trượng, hai bên trái phải lại là vực sâu không đáy. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, toàn bộ không trung đều âm u mờ mịt, trông rất áp lực. Hắn quay đầu ngó Diệp Thanh Thanh bên cạnh hỏi, nơi này là... Diệp Thanh Thanh chỉ vào cái thềm đá đằng xa, Diệp Huyên theo nó nhìn lên trên, phía cuối có một ngôi chùa cổ. Diệp Thanh Thanh bảo, đi thôi. Nàng ta nói xong bèn kéo Diệp Huyên trực tiếp biến mất tại chỗ. Lần này, nàng ta cầm lấy tay hắn. Thoáng chốc, Diệp Huyên và Diệp Thanh Thanh đã xuất hiện trước mặt ngôi chùa kia. Lúc này, cửa chột bỗng chậm rãi mở ra. Diệp Thanh Thanh kéo Diệp Huyên đi vào, vừa vào thì cả hai đã nhìn thấy một hòa thượng già. Vị hòa thượng già đó ngồi khoanh chân dưới đất, chắp tay trước ngực. Diệp Huyên nhìn ngó xung quanh, cả ngôi chùa chỉ có một hòa thượng là ông ta. Hòa thượng bỗng mở mắt ra nhìn về phía Diệp Thanh Thanh với vẻ hết sức phức tạp. Diệp Thanh Thanh cũng không quanh co, nói thẳng, đề cao nhục thân lên giúp hắn. Đề cao nhục thân. Diệp Huyên nghe thấy câu đó của Diệp Thanh Thanh thì sửng sốt. Hóa ra, nàng ta dẫn mình đến đây là vì đề cao nhục thân lên. Vị hòa thượng kia nghe thấy Diệp Thanh Thanh nói vậy thì có hơi chần chờ. Diệp Thanh Thanh híp mắt, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo. Hòa thượng thấy vậy, cười khổ không thôi. Cô gái này cũng không phải người hiền lành gì. Ông ta nghĩ vậy không khỏi quay đầu nhìn Diệp Huyên, khi thấy hắn thì sửng sốt. Diệp Huyên cười nói, ta vẫn khá ổn đúng không? Hòa thượng cười nói, đúng vậy, là một hạt giống rất tốt. Ông ta khen xong, ngập ngừng một lát mới nói, ta cảm giác được một luồng sát khí và lệ khí từ trên người ngươi. Diệp Huyên im lặng. Hắn biết, kia là vì huyết mạch phong ma. Diệp Huyên cười nói, sư thầy cảm thấy ta có thể là người xấu. Hòa thượng thành thật gật đầu. Diệp Huyên lại hỏi, thế nên... Sư thầy không muốn giúp ta. Ông ta lại gật đầu đáp, đúng vậy. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi quay đầu ngó Diệp Thanh Thanh bên cạnh hỏi, chúng ta đi được chưa? Diệp Thanh Thanh nói, người ra ngoài chờ ta một lát, ta sẽ ra ngay. Diệp Huyên chần chờ nói, được rồi. Hắn nói xong bèn xoay người rời đi. Hòa thượng thấy Diệp Huyên rời đi thì lập tức biến sắc, nhìn Diệp Thanh Thanh, chắp tay nói, các hạ. Diệp Thanh Thanh bỗng ngắt lời ông ta, có lời gì thì để nói sau đi. Vừa dứt lời, kiếm đã ra khỏi vỏ. Một lát sau, Diệp Thanh Thanh đi ra, Diệp Huyên cười hỏi, đi chưa? Diệp Thanh Thanh nói, không cần đi nữa. Ông ta nói mình đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Diệp Huyên sửng sốt. Diệp Thanh Thanh cũng không nói gì thêm, kéo Diệp Huyên xoay người đi vào trong chùa. Sau khi tiến vào, vị hòa thượng kia chắp tay nói. Diệp công tử, ta suy nghĩ kỹ rồi. Tuy ngươi có được huyết mạch hung ác, nhưng đây cũng không có nghĩa ngươi là một kẻ xấu. Trái lại, ta lại thấy được vẻ chính nghĩa từ trên người ngươi. Ông ta nói đến đây bèn dừng một lát mới nói tiếp, thế nên, ta bằng lòng đề cao nhục thân lên giúp ngươi. Diệp Huyên quay đầu liếc Diệp Thanh Thanh, vẻ mặt nàng ta hết sức bình tĩnh nói, là ông ta tự mình suy nghĩ kỹ. Không liên quan đến ta. Vị hòa thượng kia cũng vội nói, đúng vậy, là tự ta suy nghĩ kỹ, không liên quan gì đến vị cô nương này hết. Diệp Huyên lắc đầu cười, vậy cảm ơn sư thầy nhé. Hòa thượng vội vàng nói, khách sáo rồi. Ông ta nói xong, mở tay ra,
một cuốn bí tích cổ xuất hiện trong tay, nhục thân của Diệp công tử đã được cao nhân chỉ bảo và đạt tới một cái cực hạn. Nếu muốn tăng lên nữa, thực ra rất khó. Nhưng không sao, ta có cách. Vừa dứt lời, cuốn sách cổ trong tay bèn chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên liếc nó hỏi, đây là... Hòa thượng chắp tay đáp, cổ thể thuật. Diệp Huyên chớp mắt hỏi, lợi hại không? Ông ta cười nói, là thuật luyện thể đứng đầu trong vũ trụ. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một hồi, sau đó hỏi, có thể cho ta thử xem được không? Hòa thượng gật đầu, được. Diệp Huyên đang định vươn tay, nhưng thoáng chốc đã ngừng lại rồi quay đầu nhìn Diệp Thanh Thanh nói, cô tới thử đi. Hòa thượng nghe vậy lập tức biến sắc, tức giận thầm văng tục, mẹ nó. Diệp Thanh Thanh nghe thấy Diệp Huyên nói vậy bèn liếc hòa thượng kia, sau đó nhàn nhạt nói, ta cảm thấy không cần thử. Hòa thượng nghe vậy cũng vội nói, không cần thử. Vị công tử này, người yên tâm, cổ thể thuật của ta đảm bảo khiến ngươi vừa lòng. Diệp Huyên liếc hai người một cái, trong lòng sáng tỏ, cười nói, được rồi. Hòa thượng gật đầu bảo, đi theo ta. Ông ta nói xong bèn đứng dậy đi ra phía sau. Diệp Huyên đến gần Diệp Thanh Thanh, nhỏ giọng hỏi, cô đã đe dọa ông ta đúng không? Nàng ta liếc Diệp Huyên hỏi, ta là loại người đó sao? Diệp Huyên thành thật gật đầu. Diệp Thanh Thanh bình tĩnh nói, chúng ta chỉ đánh giao lưu chút thôi. Diệp Huyên. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên và Diệp Thanh Thanh đã đi theo hòa thượng kia đến sau núi. Ông ta liếc Diệp Thanh Thanh rồi lại nhìn về phía Diệp Huyên bảo, thể xác của ngươi có nền móng cực kỳ tốt nên muốn tu luyện cổ thể thuật thì cũng rất đơn giản. Diệp Huyên hỏi, thật hả? Hòa thượng gật đầu đáp, thật. Ông ta nói xong mở tay ra, một cái lò chợt xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Hòa thượng nhìn nó mà ánh mắt đầy phức tạp, nói, đây là lò cổ, ngươi vào trong đi. Diệp Huyên tò mò hỏi, lò cổ. Hòa thượng giải thích, đây là một món thần vật của vũ trụ thần cổ, bên trong chứa đầy lực lượng thần cổ vô cùng mạnh mẽ. Kết hợp với tâm pháp kia, thể xác ngươi lại hấp thu lực lượng thần cổ thì có thể luyện được cổ thể thuật. Diệp Huyên hỏi, vũ trụ thần cổ. Hòa thượng cũng hỏi, ngươi không biết hả? Diệp Huyên gật đầu. Sắc mặt hòa thượng chợt trở nên cổ quái, liếc Diệp Thanh Thanh rồi nói, vũ trụ thần cổ là một vũ trụ thần bí trong truyền thuyết. Nghe nói. Nó còn từng vật lộn với chủ nhân bút đại đạo. Diệp Huyên nhìn hòa thượng hỏi, ông cũng không biết à? Hòa thượng cười mỉa, lúc trước, ta chỉ tình cờ chiếm được lò cổ này. Khi ấy mới biết đến vũ trụ thần cổ, còn cụ thể thì ta quả thật không biết. Ông ta nói xong ngó Diệp Thanh Thanh nói, chắc vị cô nương này sẽ biết. Diệp Thanh Thanh bình tĩnh đáp, biết. Diệp Huyên nhìn về phía Diệp Thanh Thanh hỏi, cô biết. Diệp Thanh Thanh gật đầu, sau này sẽ nói cho ngươi nghe. Tu luyện trước đi. Diệp Huyên gật đầu, được. Hắn nói xong trực tiếp hóa thành một luồng kiếm quang tiến vào trong lò cổ. Sau khi đi vào, Diệp Huyên phát hiện bên trong nó giống với trong tiểu tháp, đều tự cấu thành một tiểu thế giới. Mà cùng lúc đó, Diệp Huyên cũng cảm giác được rất nhiều lực lượng thần bí. Lực lượng thần cổ. Diệp Huyên đang khó hiểu thì giọng nói của hòa thượng kia bỗng vang lên bên trong lò cổ, ngồi xuống, vận chuyển tâm pháp cổ thể thuật. Sau đó, hấp thu những lực lượng thần cổ kia. Hắn nghe vậy thì gật đầu rồi khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu những lực lượng thần cổ kia. Khi chúng tiến vào trong người hắn thì vẻ mặt Diệp Huyên lập tức trở nên vô cùng nghiêm trọng. Thật là một lực lượng khủng khiếp. Trong lòng Diệp Huyên hoảng sợ không thôi. Hắn chưa từng thấy lực lượng nào khủng bố như vậy. Lúc này, giọng nói của hòa thượng lại vang lên, mau hấp thu, đừng suy nghĩ lung tung. Diệp Huyên nghe thấy thế mới tĩnh khí ngưng thần, bắt đầu điên cuồng hấp thu những lực lượng thần cổ kia. Sau khi vô số lực lượng thần cổ tiến vào trong người hắn, thể xác Diệp Huyên bắt đầu dẫn xảy ra thay đổi. Bên ngoài lò cổ, hòa thượng nhìn Diệp Thanh Thanh đứng bên cạnh, trong mắt tràn ngập vẻ kiêng kỵ. Đúng là một người phụ nữ không nói lý mà. Diệp Thanh Thanh bỗng hỏi, chỗ này của ngươi rất yên bình. Ngươi đang trốn cái gì hả? Hòa thượng nghe vậy sắc mặt cứng đờ, một lát sau mới bất đắc dĩ thở dài, đúng vậy. Diệp Thanh Thanh liếc ông ta hỏi, chủ nhân bút đại đạo. Hòa thượng lắc đầu, chủ nhân bút đại đạo còn đỡ, y là một người nói lý,
chỉ cần không làm loạn thì y sẽ không nhằm vào chúng ta. Ông ta nói xong, dừng một lát lại nói, thần cổ tông. Diệp Thanh Thanh quay đầu đi, nhìn lò cổ bên cạnh, không biết đang suy nghĩ gì. Hòa thượng lại nói, thần cổ tông kia. Diệp Thanh Thanh bỗng ngắt lời ông ta, không cần nói nữa. Ta không có hứng thú. Hòa thượng nghe thấy thế, vẻ mặt cứng đờ. Rõ ràng là ngươi hỏi, giờ lại không có hứng thú. Đương nhiên, ông ta cũng không dám nói mấy lời trong bụng ấy ra. Hòa thượng quay đầu nhìn về phía lò cổ kia, bên trong, Diệp Huyên vẫn đang hấp thu lực lượng thần cổ. Ông ta như nghĩ đến gì đó, liếc Diệp Thanh Thanh nói, hắn là ngoại trật tự. Diệp Thanh Thanh không đáp. Hòa thượng thầm thở dài trong lòng. Đây chính là lý do mà trước đó ông ta không muốn giúp Diệp Huyên. Ngoại trật tự, đó là làm phản mẹ rồi. Ông ta là người tốt, sao có thể làm ra cái hành động tạo phản ấy chứ? Tiếc là, ông ta cũng không có cách nào nữa. Không giúp cũng phải giúp. Diệp Thanh Thanh nhìn lò cổ, ánh mắt xuyên qua nó nhìn Diệp Huyên. Nàng ta cứ thế nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên. Trong lò cổ. Giờ phút này, Diệp Huyên đang điên cuồng hấp thu những lực lượng thần cổ kia. Phải nói là, giờ hắn đã sắp nghiện luôn rồi. Khi chúng không ngừng tiến vào trong người, thể xác hắn bắt đầu thay đổi từng chút một. Vốn dĩ là thân thể dung nham, nhưng lúc này, trên nền móng của nó lại có thêm một chút lực lượng khác. Lực lượng thần cổ. Diệp Huyên như nhớ ra gì đó bỗng hỏi, Dung Linh, cái này có ảnh hưởng đến ngươi không? Phải biết rằng, giờ Dung Linh đã là một thể với hắn nên cũng sợ lực lượng thần cổ kia khiến Dung Linh bị thương. Dung Linh đáp, không có. Diệp Huyên nghe vậy mới yên tâm lại, lập tức nói, vậy là tốt rồi. Hắn nói xong thì bắt đầu nhanh chóng hấp thu. Bởi vì giờ phút này, hắn đã cảm giác được thể xác xảy ra biến hóa rất lớn. Diệp Huyên biết, nếu tu luyện thành cổ thể thì thực lực sẽ tăng lên một mảng lớn. Đặc biệt là về mặt thể xác, đến lúc đó, dù là cao thủ cổ đạo cảnh cũng đừng hòng khiến hắn bị thương. Diệp Huyên nghĩ vậy không khỏi hết sức vui vẻ. Mà bên ngoài, sắc mặt hòa thượng cũng trở nên phức tạp. Dần dần, lực lượng thần cổ trong lò cổ đã ngày càng ít đi. Bên ngoài lò cổ, hòa thượng thấy lực lượng thần cổ càng ngày càng ít thì lập tức cau mày. Diệp Thanh Thanh bên cạnh cũng nhíu mày hỏi, sao? Hòa thượng trầm giọng nói, lực lượng thần cổ kia e rằng không đủ. Không đủ. Diệp Thanh Thanh nhìn về phía hòa thượng, ông ta vội nói, tuy trong lò cổ có lực lượng thần cổ, nhưng cũng không nhiều. Ban đầu, ta còn tưởng rằng đã đủ, song không ngờ nhu cầu của hắn còn nhiều hơn trong dự đoán của ta rất nhiều. Ông ta nói xong bèn cẩn thận ngó Diệp Thanh Thanh, thấy vẻ mặt nàng ta lạnh lẽo như băng thì trái tim lập tức đập dồn dập. Bấy giờ, Diệp Thanh Thanh bỗng mở miệng nói, cứ đợi chút trước đã. Nàng ta nói xong bèn nhìn chằm chằm vào lò cổ kia. Bên trong lò cổ, Diệp Huyên vẫn đang điên cuồng hấp thu lực lượng thần cổ. Mà giờ phút này, hắn vẫn chưa biết lực lượng thần cổ trong đây sắp bị hắn hút sạch. Giờ đây, thể xác hắn cũng đã xảy ra sự thay đổi về chất. Cả người Diệp Huyên tỏa ra ánh vàng nhàn nhạt. Thời gian trôi qua từng chút một, ánh vàng lại chậm rãi biến thành màu đồng cổ. Đúng lúc này, hắn chợt cau mày. Bởi vì Diệp Huyên phát hiện hình như lực lượng thần cổ trong đây càng ngày càng ít đi. Bên ngoài lò cổ, hòa thượng lập tức toát mồ hôi lạnh. Không đủ. Ông ta lại dè dặt liếc Diệp Thanh Thanh một cái, song Diệp Thanh Thanh bỗng xoay người nhìn về phía chân trời, sau đó bỗng dưng rút kiếm chém mạnh xuống. Xoẹt. Một kiếm này chém xuống, chân trời lập tức bị chém ra một cái khe thật lớn. Đúng lúc này, một giọng nói khủng bố chợt vang lên trong cái khe ấy, làm càn, dám tự tiện xông vào vũ trụ thần cổ. Giọng nói ấy như một tiếng sấm nổ rung trời. Hòa thượng nghe thấy giọng nói đó thì trong mắt lập tức toát ra vẻ khó có thể tin. Vũ trụ thần cổ. Bấy giờ, Diệp Thanh Thanh bỗng nói, mượn chút lực lượng thần cổ. Trong cái khe lại truyền ra giọng nói kia, làm càn. Làm càn, ngươi. Nhưng lúc này, Diệp Thanh Thanh đã hóa thành một luồng kiếm quang phóng lên cao. Ngay sau đó, nàng ta trực tiếp bay vào trong cái khe. Bên dưới, hòa thượng nhìn chân trời mà đần mặt ra. Một lát sau,
Diệp Thanh Thanh bỗng xuất hiện ở bên cạnh hòa thượng, còn trong cái khe lại có vô số lực lượng thần cổ thổi xuống rồi tiến vào trong lò cổ. Hòa thượng đứng bên nuốt nước miếng, trên mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Diệp Thanh Thanh liếc ông ta, khẽ cao hàng mày xinh đẹp lại nói cái vẻ mặt gì đó. Ta chỉ đi lên đó nói chuyện chút với họ thôi. Hai bên đều trò chuyện rất vui chứ không làm cái gì hết, hiểu. Hòa thượng. Trong lò cổ, khi có vô số lực lượng thần cổ tràn vào, Diệp Huyên lại vui vẻ, tiếp tục điên cuồng hấp thu. Cứ thế trôi qua khoảng 3 ngày, Diệp Huyên trong lò cổ bỗng mở mắt ra, trong mắt bắn ra hai chùm sáng vàng. Diệp Huyên hít sâu một hơi rồi đứng dậy, vừa dậy thì cả lò cổ đã run lên, thời không xung quanh trực tiếp vỡ vụn. Hắn rời khỏi lò cổ. Lúc này, cả người Diệp Huyên đều là màu nâu vàng giống như một người làm bằng đồng. Bấy giờ, Diệp Thanh Thanh lấy ra một cái áo choàng đi đến đưa cho Diệp Huyên. Hắn thấy thế vội vàng mặc vào, vì quá phấn khích nên vẫn chưa phát hiện mình không có mặc quần áo. Hòa thượng đứng cạnh bỗng hỏi, thành công. Diệp Huyên phấn khích đáp, đúng vậy. Ánh mắt ông ta đầy phức tạp nói, chúc mừng. Diệp Huyên cười rồi nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, nàng ta bỗng nói, ta phải đi rồi. Diệp Huyên nghe vậy sửng sốt. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên chần chờ một lát mới hỏi, đi đâu? Diệp Thanh Thanh im lặng. Diệp Huyên cười hỏi, sau này còn có thể gặp lại không? Diệp Thanh Thanh gật đầu, còn. Diệp Huyên cũng gật đầu nói, được. Diệp Thanh Thanh nói, cẩn thận nhé. Nàng ta nói xong bèn xoay người rời đi. Xong lúc này, Diệp Huyên lại bỗng gọi lại, đợi đã. Diệp Thanh Thanh ngừng lại, Diệp Huyên đi đến trước mặt nàng ta rồi lấy ra một cái người gỗ bỏ vào trong tay nàng ta tặng cho cô. Diệp Thanh Thanh nhìn người gỗ trong tay, bên trên có hai chữ, khi thấy nó thì nàng ta không khỏi sửng sốt. Diệp Huyên mỉm cười, hẹn gặp lại. Diệp Thanh Thanh liếc Diệp Huyên nói, cẩn thận nhé. Nàng ta nói xong bèn ôm lấy Diệp Huyên một cái, lại lặp lại, cẩn thận nhé. Vừa dứt lời, Diệp Thanh Thanh đã xoay người ngự kiếm bay lên trực tiếp biến mất ở chân trời. Bên dưới, Diệp Huyên nhìn chân trời đằng xa, khẽ nói, Thanh Nhi. Lần sau đánh nhau, nhớ đến giúp một chút nhé. Diệp Thanh Thanh. Thanh Nhi. Diệp Huyên không phải kẻ ngu dốt, sao hắn có thể không nhìn ra thân phận của Diệp Thanh Thanh này? Phải biết, nếu không phải Thanh Nhi, sao đối phương có thể đối xử với mình như vậy? Hơn nữa, hắn còn phát hiện một chuyện, đó chính là Thanh Nhi này từng chỉ bảo hắn. Nhưng mà lần này, hắn không làm rõ. Sau khi nhìn về phía chân trời rất lâu, Diệp Huyên thu hồi tầm mắt, sau đó quay người nhìn về phía hòa thượng kia, cười nói tiền bối, có hứng thú chuyển sang nơi khác phát triển không? Hòa thượng do dự một chút, sau đó nói, ta thích yên tĩnh. Diệp Huyên nói, trước cho 200 triệu, về sau mỗi năm cho 3 triệu miếng đạo tinh. Hòa thượng im lặng một lát, sau đó chắp tay trước ngực, cũng nên nhập thế tu hành rồi. Diệp Huyên mỉm cười, đúng vậy. Nói xong, hắn mở bàn tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ chậm rãi bay tới trước mặt hòa thượng. Hòa thượng thoáng nhìn nhẫn chứa đồ, khi thấy đạo tinh trong nhẫn chứa đồ, mí mắt ông ta chợt nảy lên một cái. Thật sự có 200 triệu. Hòa thượng chắp tay trước ngực, hơi thi lễ, sau đó thu hồi nhẫn chứa đồ cảm ơn. Diệp Huyên giơ hai ngón tay ra, một tia sáng trắng chui vào giữa trán ông lão, đây là địa chỉ. Hòa thượng gật đầu, lão nạp đi ngay. Nói xong, ông ta quay người biến mất ở tận cùng tinh không. Diệp Huyên thoáng nhìn xung quanh, không thể không nói, hoàn cảnh nơi này quả thật rất yên tĩnh, đương nhiên. Yên tĩnh như vậy cũng hơi quá mức rồi. Hắn vẫn thích náo nhiệt một chút. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Huyên quay người rời đi. Trong tinh không nào đó, Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Huyên bên dưới, mãi đến khi Diệp Huyên rời đi mới thôi. Một ông lão áo đen đứng ở bên cạnh nàng ta. Ông lão áo đen khẽ nói, tông chủ. Diệp Thanh Thanh từ từ nhắm mắt lại, bắt đầu từ giờ phút này, tông chủ của Huyên Thanh Tông chính là hắn. Nếu trong tông có người nào không phục, giết. Ông lão áo đen gật đầu, vâng. Diệp Thanh Thanh quay người nhìn về phía chân trời, sau khi im lặng một lát, sắc mặt nàng ta bỗng trở nên dữ tợn, ngay sau đó, nàng đột nhiên rút kiếm chém ra. Xoẹt.
vùng thời không trước mặt nàng ta trực tiếp nứt vỡ. Diệp Thanh Thanh mặt không biểu cảm, quá khứ tông. Nói xong, nàng ta hóa thành một luồng kiếm quang bay vào trong khe nứt kia, sau đó khe nứt nhanh chóng đóng kín. Ông lão áo đen lẳng lặng đứng ở nơi này một lát rồi quay người rời đi. Sau khi cơ thể đột phá, Diệp Huyên quyết định đi tới thế giới mà lúc trước Thanh Nhi cho hắn xem. Hắn của bây giờ, cao thủ cổ đạo cảnh đừng hòng tổn thương đến. Có niềm tin rồi. Hắn vùng dậy rồi. Đúng lúc này, một ông lão áo đen bất chợt xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ông lão áo đen cung kính thi lễ với Diệp Huyên. Diệp Huyên nói, tông chủ các ngươi sai ngươi tới. Ông lão áo đen gật đầu, từ hôm nay trở đi, ngài chính là tông chủ của Huyên Thanh Tông. Diệp Huyên im lặng chốc lát, sau đó nói, đến lúc đó ta sẽ cho người đến thiên vực hỗn loạn mở thư viện, các ngươi phối hợp một chút. Ông lão áo đen gật đầu, rõ rồi. Diệp Huyên khẽ gật đầu, vậy không còn việc gì khác nữa. Ông lão áo đen nói, không biết tông chủ muốn đi nơi nào. Diệp Huyên cười nói, một nơi rất xa. Ông lão áo đen hiểu ý, không hỏi han nhiều nữa, sau đó nói, ta ở thiên vực hỗn loạn chờ người của tông chủ đến. Nói xong, ông ta lặng lẽ thối lui. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó ngự kiếm bay lên, biến mất ở cuối cùng tinh không. Trong tinh vực không biết tên nào đó, ba người chậm rãi bước đi. Người cầm đầu chính là vô biên chủ kia. Lúc này, Tăng Vô đột nhiên nói, vô biên, sau khi rời khỏi thiên vực hỗn loạn, chúng ta đã đi xuyên qua mấy trăm tinh vực rồi. Vô biên thản nhiên nói, người muốn nói cái gì? Tăng Vô do dự chốc lát, sau đó nói, chắc hẳn bây giờ chúng ta sẽ không đụng phải người có quan hệ với Diệp công tử nữa. Vô biên thoáng nhìn Tăng Vô, sau đó nói, ý của ngươi là ta đang tránh né hắn. Tăng Vô vội lắc đầu, không không, ta không có ý đó. Vô biên lạnh lùng cười một tiếng, không nói thêm lời nào. Tăng Vô. Đúng lúc này, Thần Minh ở bên cạnh đột nhiên nói, các ngươi nhìn đi. Nghe vậy, Tăng Vô nhìn về nơi xa, phía trước cách bọn họ mấy vạn trượng có một dòng sông trôi nổi trong tinh không. Tăng Vô nhíu mày, đây là... Nói xong, lão ta nhìn về phía Vô Biên. Vô Biên thản nhiên nói, không biết. Tăng Vô. Lúc này, Tăng Vô hơi do dự, sau đó nói, Vô Biên, bây giờ chúng ta tiếp tục đi vào sâu trong vũ trụ, có còn an toàn giống như trước nữa không? Không thể không nói, trước kia Vô Biên là vô địch. Nhưng mà, càng đi vào sâu trong vũ trụ, lão ta càng lo lắng. Vô Biên còn có thể vô địch nữa hay không? Nếu như không vô địch, hở ra một cái thôi là bị diệt cả rồi. Vô Biên thoáng nhìn Tăng Vô, người sợ ta không còn vô địch giống như lúc trước, đúng không? Tăng Vô vội lắc đầu, ta không có ý đó. Vô Biên cười khẩy, yên tâm, đi theo ta, cho dù không phải vô địch, cũng không có người dám ăn hiếp. Tăng Vô vội vàng gật đầu, đúng đúng. Đúng lúc này, một bóng mờ xuất hiện trước mặt ba người, bóng mờ nhìn ba người nói, dừng bước. Vô Biên thoáng nhìn bóng mờ, đây là nơi nào? Bóng mờ dần dần ngưng thực, là một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên nhìn Vô Biên nói, Minh Hà. Nghe vậy, Vô Biên nhíu mày nói, chưa từng nghe đến. Người đàn ông trung niên nói, các ngươi đến từ nơi nào? Vô Biên nói, một nơi rất xa, chắc hẳn ngươi cũng chưa từng nghe tới. Người đàn ông trung niên nhìn Vô Biên, trở về đi. Vô Biên hơi không hiểu, không thể đi qua nơi này sao? Người đàn ông trung niên gật đầu, đúng vậy. Vô Biên vẫn không hiểu như cũ, vì sao? Người đàn ông trung niên hơi nhíu mày, sao ngươi hỏi nhiều như vậy? Vô Biên bất chợt chìa tay phải ra, sau đó nắm mạnh lại. Uỳnh! Trong nháy mắt, một luồng uy thế kinh khủng bao phủ người đàn ông trung niên kia, sắc mặt người đàn ông trung niên lập tức thay đổi, ngươi! Vẻ mặt Vô Biên bình tĩnh, bây giờ có thể từ từ nói chuyện rồi chứ. Sắc mặt người đàn ông trung niên vô cùng nghiêm nghị, vừa rồi đã thất lễ. Mong rằng các hạ đừng so đo. Vô Biên chủ nói, ta muốn đi vào dạo chơi, được chứ? Người đàn ông trung niên do dự một lát rồi nói, được. Ba vị đi theo ta. Nói xong, hắn ta quay người rời đi.
Vô Biên thoáng nhìn Tăng Vô bên cạnh, đừng nghi ngờ thực lực của ta. Cảm ơn. Nói xong, ông ta đi theo người kia về nơi xa. Tại chỗ, Tăng Vô cười ngượng ngập, sau đó cũng vội vàng đi theo. Ba người đi theo người đàn ông trung niên đến trước một tòa thành cổ, Vô Biên nhìn lên trên cổng thành, nơi đó có hai chữ to, Huyên Thành. Nhìn thấy hai chữ này, sắc mặt Vô Biên lập tức trầm xuống. Mẹ nó! Sẽ không phải là muội muội của Diệp Huyên xây dựng lên đấy chứ? Sắc mặt Tăng Vô và Thần Minh bên cạnh cũng trở nên kỳ lạ. Thần Minh chợt hỏi, xin hỏi các hạ, thành chủ nơi này là nam hay nữ? Nghe vậy, người đàn ông trung niên không nhìn được nhìn về phía Thần Minh, cảm thấy kỳ lạ, vì sao các hạ lại hỏi như vậy? Thần Minh mỉm cười, không có ý gì khác, chỉ là hỏi thăm một chút thôi. Người đàn ông trung niên cười nói, nữ. Vừa nói ra lời này, sắc mặt ba người Vô Biên đều trở nên cổ quái. Nữ. Mẹ nó. Lẽ nào lại là muội muội của Diệp Huyên? Lúc này, người đàn ông trung niên nói, ba vị, sao vậy? Vô Biên lắc đầu, không có gì. Vào thành đi. Người đàn ông trung niên nhìn ba người, khẽ gật đầu, được. Nói xong, hắn ta quay người đi vào trong thành. Vô Biên chủ nói, yên tâm đi. Nào có chuyện trùng hợp như vậy, ta cũng không tin muội muội Diệp Huyên hắn có thể trải rộng khắp chư thiên vạn giới. Tăng Vô và Thần Minh cũng khẽ gật đầu. Thế gian này nào có chuyện trùng hợp như vậy? Sau khi đi vào trong thành, ba người phát hiện, Huyên thành này rất phồn hoa, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Hơn nữa, thực lực của người trong thành đều không yếu. Người đàn ông trung niên dẫn ba người vào trong một gian đại điện. Sau đó nói, ba vị, thành chủ không ở trong thành, đợi lát nữa phó thành chủ sẽ tiếp đón các ngươi. Nói xong, hắn ta lui xuống. Mà người đàn ông trung niên vừa lui xuống không lâu, một cô gái có vẻ ngoài thanh tú đi vào trong điện, cô gái thoáng nhìn ba người Vô Biên, cười nói, hoan nghênh ba vị đến Huyên Thành. Vô Biên liếc nhìn đánh giá cô gái thanh tú, sau đó nói, thành chủ của các ngươi đâu? Cô gái cười nói, thành chủ ra ngoài rồi. Đến nay vẫn chưa về. Vô Biên suy nghĩ, sau đó nói, các ngươi quen biết Diệp Huyên không? Diệp Huyên. Nghe vậy, cô gái ngẩn ra, sau đó hỏi, Diệp Huyên là người phương nào? Vô Biên cười nói, một tên không biết xấu hổ. Cô gái lắc đầu cười một tiếng, không quen biết. Vô Biên khẽ gật đầu, hiểu rồi. Cô gái thoáng nhìn ba người, sau đó cười nói, ba vị đến từ nơi rất xa xôi. Vô Biên gật đầu, đúng vậy. Cô gái cười nói, không biết ba vị đây muốn đi nơi nào. Vô Biên nói, vũ trụ thần cổ. Vũ trụ thần cổ. Nghe vậy, cô gái chợt nheo mắt lại, vậy mà các hạ cũng biết vũ trụ thần cổ. Vô Biên cười nói, vũ trụ thần cổ cũng không có gì ghê gớm. Cô gái im lặng một lát rồi nói, thành chủ cũng đi vũ trụ thần cổ rồi. Đến nay vẫn chưa về. Nếu ba vị muốn gặp thành chủ, có thể đợi ở nơi này. Vô Biên lại lắc đầu, thôi vậy, chỉ cần các ngươi không biết Diệp Huyên là không vấn đề gì rồi. Nói xong, ông ta nhìn về phía hai người Tăng Vô, chúng ta đi thôi. Tăng Vô và Thần Minh khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi cùng Vô Biên. Cô gái thanh tú nhìn ba người, nhưng cũng không giữ ở lại. Sau khi ra khỏi đại điện, Tăng Vô chợt hỏi, Vô Biên. Vũ trụ thần cổ là nơi nào? Vô Biên thản nhiên nói, một nơi rất cổ xưa, từng so tay với chủ nhân Bút Đại Đạo. Nghe vậy, Tăng Vô vội hỏi, sau đó thì sao? Vô Biên nhún vai, sau đó tay bị vặn gãy. Tăng Vô. Vô Biên khẽ thở dài một hơi, đó cũng là một nơi bi kịch, đương nhiên, cũng phải trách bản thân bọn họ, cho rằng mình có thể chống lại chủ nhân Bút Đại Đạo, ôi, sao bọn họ có thể chống lại được chứ? Đúng thật là. Đúng lúc này, Tăng Vô ở bên cạnh đột nhiên nói, các ngươi nhìn thứ kia đi. Nghe vậy, hai người quay đầu nhìn về nơi cách đó không xa, ở đó có pho tượng một cô gái. Vô Biên thoáng nhìn thắt lưng pho tượng, nơi đó treo một thanh kiếm và một hồ lô rượu. Vô Biên chủ khẽ nói, đây hẳn là thành chủ của Huyên Thành này. Tăng Vô nhìn bức tượng thành chủ Huyên Thành, đột nhiên, lão ta kinh ngạc nói, Vô Biên. Ông nhìn xem nàng ta và Diệp công tử kia có phải hơi giống nhau không? Nghe vậy,
Phổ Biên ngây cả người, sau đó nhìn kỹ lại, một lát sau, sắc mặt ông ta dần trở nên hơi khó coi. Như những gì Tăng Vô nói, quả thật có chút giống. Chẳng lẽ lại là muội muội của Diệp Huyên? Nghĩ vậy, Phổ Biên nhất thời có chút đau chứng. Tăng Vô liếc nhìn Vô Biên sắc mặt có hơi khó coi, sau đó nói, Vô Biên, Diệp công tử này thật ra cũng không tồi. Vô Biên khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, ông ta thản nhiên nhìn Tăng Vô, người muốn nói cái gì, có thể nói thẳng. Tăng Vô hơi do dự, sau đó nói, thực ra chúng ta có thể làm bạn với Diệp công tử. Vô Biên trầm lặng. Thần Minh đột nhiên nói, Vô Biên, ông đang băn khoăn cái gì? Vô Biên nói, đi thôi. Nói xong, ông ta xoay người đi về phía xa. Thần Minh và Tăng Vô nhìn nhau một cái, sau đó hai người liền đi theo. Một lát sau, ba người rời khỏi Huyên Thành, đi vào trong một tinh không vô tận. Lúc này, Phổ Biên nhìn về phía xa xa sâu trong tinh không, nhẹ giọng nói, ta biết, các ngươi sợ ta sẽ phát sinh xung đột với vua dựa dẫm. Nói xong, ông ta lắc đầu cười, yên tâm, ta sẽ không tìm đường chết. Vua dựa dẫm hiện giờ đã không nói võ đức, ai cũng không phải đối thủ của hắn, cho dù là chủ nhân bút đại đạo, cũng không thể làm gì được hắn. Đương nhiên, cho dù hắn nói võ đức, cũng không có người nào có thể giết hắn. Tăng Vô chắp hai tay lại, trầm giọng nói, Phổ Biên, ta có một chuyện không hiểu, người phía sau vua dựa dẫm đã vô địch, vì sao bọn họ còn muốn để vua dựa dẫm đi lang thang ở chư thiên này? Phổ Biên nói một cách vô thức, không đi làm sao thủy. Nói đến đây, ông ta đột nhiên ngừng lại. Mẹ nó! Không thể nói ra, nếu nói ra, sợ là bản thân sẽ bị giáo huấn một trận. Tăng Vô nhìn Vô Biên, thủy. Vô Biên thu hồi suy nghĩ, nghiêm mặt nói, các người nghĩ vua dựa dẫm là đang đi lang thang sao? Không, vua dựa dẫm chạy khắp nơi, hắn là đang thiết lập một trật tự hoàn toàn mới. Thế giới này, cần một trật tự mới, cần hòa bình, cần sự yêu thương, hiểu chưa? Sắc mặt của Tăng Vô và Thần Minh trở nên hơi cổ quái. Vô Biên nói, đi thôi. Tăng Vô nói, đi đâu? Vô Biên nói, đi TH. Nói xong, biểu cảm của ông ta cứng đờ, tiếp theo, ông ta cảnh giác nhìn xung quanh. Tăng Vô đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, thời không trước mặt ba người đột nhiên rung lên kịch liệt. Vô Biên nhìn thấy một màn này, nhất thời nhíu mày lại, không phải nhỏ mọn như vậy chứ. Lúc này, một người đàn ông trung niên mờ ảo xuất hiện ở trước mặt ba người. Sau khi người đàn ông trung niên xuất hiện, ông ta nhìn Vô Biên, cười nói, Vô Biên chủ. Vô Biên nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên, ta hình như không biết ngươi. Người đàn ông trung niên cười nói, ngươi không biết ta, cũng bình thường thôi. Ta đến từ quá khứ. Quá khứ. Vô Biên lập tức nheo mắt lại, quá khứ. Người đàn ông trung niên mỉm cười, không hổ từng là người thiên mệnh, tuy rằng chúng ta chưa bao giờ tiếp xúc với nhau, nhưng ngươi lại biết chúng ta. Phổ Biên im lặng một lát, sau đó nói, các ngươi tới tìm ta làm gì? Người đàn ông trung niên cười nói, muốn mời ngươi gia nhập quá khứ tông của chúng ta. Phổ Biên lập tức lắc đầu, ta không có hứng thú. Người đàn ông trung niên đột nhiên nói, quy khư chư địa, mộ tuyết. Trong nháy mắt một khí thế ngập trời đáng sợ thổi quét ra từ trong cơ thể Vô Biên chủ, giờ phút này, tinh vực trong phạm vi hàng trăm vạn dặm lập tức sục sôi. Thần Minh và Tăng Vô kinh hãi. Người đàn ông trung niên lại bình tĩnh như nước, Vô Biên, gia nhập chúng ta, nàng ta có thể sống lại. Vô Biên chủ nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên, các ngươi muốn diệt đạo môn. Người đàn ông trung niên cười ha ha, Vô Biên, tầm nhìn nhỏ rồi. Nhỏ rồi. Vô Biên trầm lặng, người đàn ông trung niên lại nói, Vô Biên, chúng ta rất coi trọng ngươi. Nếu ngươi bằng lòng gia nhập với chúng ta, địa vị của ngươi ở trong tông của chúng ta sẽ chỉ dưới ba người. Không chỉ như thế, chúng ta còn sẵn lòng giúp ngươi đến quy khư chi địa, đoạt lại người vợ từng mất đi của ngươi, bù lại những tiếc nuối trước đây của ngươi. Vô Biên trầm lặng một lát, sau đó nói, ta chỉ hỏi một vấn đề. Nói xong, ông ta phất tay áo, thời không vặn vẹo. Hình dáng của Diệp Huyên xuất hiện trước mặt ông ta. Vô Biên chỉ vào Diệp Huyên, quá khứ tông các ngươi hiện giờ có đang nhằm vào người này không? Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sau đó nhíu mày, ngươi quen biết người này.
Vô Biên nói, người biết hắn. Người đàn ông trung niên nói, người này là người mà quá khứ tông ta muốn giết. Nghe vậy, Vô Biên thấp giọng thở dài, không cùng chí hướng, không thể hợp tác cùng nhau. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Người đàn ông trung niên nhăn mày, Vô Biên, thời đại này sắp biến thiên, người xác định không đưa ra một lựa chọn có lợi cho bản thân vào giờ phút này. Vô Biên cũng không thèm quay đầu lại, ta không làm gì, chính là lựa chọn có lợi nhất. Nghe vậy, người đàn ông trung niên nhíu mày thật sâu, chúng ta là cơ hội cuối cùng của ngươi. Xa xa, Vô Biên cười to, quy khư chi địa. Nói xong, ông ta quay đầu nhìn thoáng qua người đàn ông trung niên, người thật sự nghĩ rằng cái nơi đó có thể ngăn cản được ta. Thật là nực cười. Nói xong, ông ta xoay người bước nhanh biến mất ở xa xa. Tăng Vô và Thần Minh vội vàng đi theo. Tại chỗ, người đàn ông trung niên nhìn Vô Biên chủ ở xa xa, trầm lặng không nói. Cuối tinh không? Tăng Vô bước nhanh đến bên cạnh Vô Biên, Vô Biên, ông thật sự có thể đánh vào quy khư chi địa. Vô Biên lạnh nhạt nói, không thể. Tăng Vô sửng sốt, vậy ông vừa rồi. Vô Biên liếc nhìn Tăng Vô, ra vẻ phạm pháp không? Tăng Vô. Thần Minh hơi do dự, sau đó nói, Vô Biên, Mộ Tuyết mà người kia vừa nói là ai? Vô Biên lạnh nhạt nói, thê tử của ta. Thê tử. Tăng Vô và Thần Minh nhìn nhau. Vô Biên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, không biết đang suy nghĩ điều gì. Thần Minh trầm giọng nói, Vô Biên, ông có mấy người vợ? Vô Biên nói, một. Tăng Vô Biên chắp hai tay lại, Vô Biên, với thực lực của ông, vợ của ông sao có thể? Vô Biên khẽ cười nói, hòa thượng, người cảm thấy ta rất lợi hại sao? Tăng Vô gật đầu, chỉ dưới vua dựa dẫm. Vô Biên trầm lặng một lát, sau đó nói, không, ta không xứng so sánh với vua dựa dẫm. Tăng Vô. Vô Biên lại nói, khi còn trẻ, cho rằng vận mệnh của ta ta làm chủ, thời điểm đó, ta ngông cuồng tự cao tự đại, cảm thấy bản thân rất lợi hại. Trên thực tế, ta chẳng qua là một quân cờ trong tay người khác. Nói xong, ông ta cười tự giễu, chỉ có trải qua sự tàn nhẫn của xã hội, người mới có thể biết người nhỏ bé bao nhiêu. Tăng Vô thấp giọng thở dài, hóa ra Vô Biên ông cũng từng khó khăn như vậy. Vô Biên nói, đúng là khó, không giống vua dựa dẫm bây giờ, một đường rộng mở, ta ở thời điểm đó, chỉ là thỉnh thoảng mở một chút. Tăng Vô biểu cảm cứng đờ. Thần Minh đột nhiên nói, Vô Biên, quá khứ tông này như thế nào? Vô Biên trầm lặng một lúc lâu sau nói, một thế lực tồn tại bởi quá khứ, về cụ thể, ta cũng không biết. Ta không có hứng thú đối với bọn họ. Tăng Vô cười nói, vậy ông có hứng thú với cái gì? Vô Biên nhìn thoáng qua Tăng Vô, ra vẻ lợi hại. Tăng Vô biểu cảm cứng đờ. Đúng lúc này, Vô Biên đột nhiên nhăn mày lại, ông ta quay đầu nhìn sang một bên, cách đó không xa, một đạo kiếm quang đột nhiên ngừng lại, kiếm quang tan đi, một gã thanh niên xuất hiện ở trước mặt ba người. Nhìn thấy người thanh niên này, ba người đám Vô Biên đều sửng sốt. Người thanh niên nhìn thấy ba người Vô Biên chủ, cũng là hơi ngẩn người, sau đó cười nói, Vô Biên. Người thanh niên chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn thấy ba người đám Vô Biên, cũng hơi bất ngờ, hắn thật không ngờ vậy mà lại gặp ba người bọn họ ở đây. Thật sự quá trùng hợp rồi. Vô Biên nhìn thoáng qua Diệp Huyên, không nói gì. Tăng Vô chắp hai tay lại, cười nói, Diệp công tử, duyên phận thật kỳ diệu, tinh vực mênh mông, chúng ta đều có thể gặp nhau, thật sự là quá có duyên rồi. Diệp Huyên cười nói, quả thật là có duyên. Nói xong, hắn nhìn về phía Vô Biên chủ, các ông đây là định đi đâu? Vô Biên nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sau đó nói, vũ trụ thần cổ. Diệp Huyên hơi ngẩn người, sau đó cười nói, thật trùng hợp, ta cũng đang định đến vũ trụ thần cổ. Chúng ta cùng đi. Vô Biên lắc đầu, ta không muốn đi cùng ngươi. Diệp Huyên cười nói, vì sao? Vô Biên nhìn Diệp Huyên, nói thật, ta không thích nhìn thấy ngươi. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, đánh một trận. Nghe vậy, Tăng Vô và Thần Minh sững người. Vị Diệp công tử này trỗi dậy rồi. Vô Biên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, đánh nhau không gọi người. Diệp Huyên cười nói, đương nhiên.
Vô Biên khẽ gật đầu, nếu như thế, vậy ngươi ra tay đi. Nếu ngươi muốn hỏi vì sao để ngươi ra tay trước, ta đây có thể nói trước cho ngươi biết, bởi vì nếu ta ra tay trước, ngươi sẽ không có cơ hội ra tay. Nói xong, ông ta ngừng một chút, lại nói, ta nói chuyện hơi thẳng thắn, ngươi không ngại chứ? Diệp Huyên cười nói, không ngại. Nói xong, hắn chuyển đề tài câu chuyện, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện, Vô Biên, lúc trước khi muội muội ta xuất hiện, vì sao ông chạy? À không phải, vì sao ông đi nhanh như vậy? Ta còn muốn giới thiệu muội muội của ta với ông, nhưng mà, khi ta quay đầu, ông đã biến mất rồi. Tăng Vô và Thần Minh nhìn nhau một cái, thế là, hai người không hẹn mà cùng lùi ra sau. Vô Biên nhìn Diệp Huyên, ta hy vọng cổ thể của ngươi cũng cứng như cái miệng ngươi. Cổ thể. Nghe vậy, Diệp Huyên cau mày lại. Ông ta làm sao biết mình đã tu luyện thành công cổ thể rồi? Lúc này, Vô Biên đột nhiên nói, nếu ngươi đã không ra tay trước, vậy thì ta ra tay đây. Nói xong, ông ta đột nhiên nắm chặt tay phải, một lực lượng khủng bố bỗng nhiên thổi quét ra từ trong cơ thể ông ta. Xa xa, Diệp Huyên đột nhiên nói, từ từ. Vô Biên gần giọng nói, ta đợi cái đầu ngươi. Nói xong, ông ta đang định ra tay, mà đúng lúc này, thời không trên đầu ông ta chợt nứt ra, ngay sau đó, một đạo kiếm quang chém thẳng xuống. Đồng tử mắt Vô Biên chợt co rụt lại, ông ta đánh mạnh một quyền lên. Ầm. Một lực lượng hủy thiên diệt địa bùng nổ, ngay sau đó, Vô Biên lập tức bị kiếm quang kia chém lùi hàng trăm vạn trượng. Thần Minh và Tăng Vô ngây người. Diệp Huyên nhìn phía xa xa, chơi thì chơi, quậy thì quậy, đừng lấy người nhà của ta ra nói giỡn. Nói xong, hắn xoay người bỏ chạy. Vô Biên. Trong tinh không, Vô Biên đứng lẻ loi. Trên người ông ta da rẻ nứt như mạng nhện, máu tươi không ngừng chảy ra, trong một khoảng thời gian ngắn, ông ta đã bị nhuộm thành một người máu. Mà bốn phía xung quanh ông ta, tinh vực vô tận tan tành thành những mảnh nhỏ. Vô Biên chủ trầm lặng, không nói được một lời. Lúc này, Tăng Vô và Thần Minh đi đến bên cạnh Vô Biên chủ, Tăng Vô do dự một lát, sau đó nói, Diệp công tử chạy rồi. Vô Biên chủ khẽ gật đầu, sau đó nói, đi thôi. Nói xong, ông ta đi về phía xa. Tăng Vô nhìn bóng lưng Vô Biên chủ, hỏi Thần Minh bên cạnh, ông ta không sao chứ? Thần Minh hơi do dự, sau đó nói, nếu không, ông đi hỏi ông ta xem. Tăng Vô nói, ông đi hỏi. Thần Minh nhìn thoáng qua Tăng Vô, ông nhìn ta giống kẻ ngốc không? Nói xong, ông ta đi về phía xa. Tăng Vô. Cuối tinh không, Diệp Huyên ngự kiếm mà đi. Hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn chạy trốn. Bởi vì vào một khắc Vô Biên ra tay kia, hắn phát hiện, sự việc không đơn giản như vậy. Đương nhiên, hắn không phải sợ, chỉ là lựa chọn rút lui mang tính chiến lược. Lúc này, Mục Thiên Đạo đột nhiên nói, ngươi hiện tại vẫn chưa thể đánh lại Vô Biên. Diệp Huyên có chút tò mò, Mục cô nương, cô biết Vô Biên. Mục Thiên Đạo nói, biết. Diệp Huyên nói, có thể nói một chút về Vô Biên không? Mục Thiên Đạo trầm lặng một lát, sau đó nói, một người rất trung tình. Trung tình. Diệp Huyên nhíu mày, ông ta có vợ. Mục Thiên Đạo khó hiểu, ông ta không thể có vợ hay sao? Diệp Huyên. Mục Thiên Đạo lại nói, nhưng, vợ ông ta cuối cùng đã chết rồi. Hơn nữa, còn là chết vì ông ta. Năm đó, ông ta vì cứu vợ, một mình xông vào quy khư chi địa, nhưng là, đều bị chủ nhân đánh trở về. Ông ta đã một mình chiến đấu ở quy khư chi địa cả trăm vạn năm. Trăm vạn năm qua, ông ta ngày này qua ngày khác đi đánh quy khư chi địa. Hay! Diệp Huyên hỏi, không lần nào đánh thắng sao? Mục Thiên Đạo nói, không. Diệp Huyên nói, ta cảm thấy chủ nhân bút đại đạo khá dễ nói chuyện. Cô thấy sao? Mục Thiên Đạo im lặng một lúc lâu sau, nói ta cảm thấy chủ nhân bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, bây giờ ta đã biết vì sao chủ nhân cô không làm cho cô sống lại rồi. Mục Thiên Đạo. Đúng lúc này, thời không bên cạnh đột nhiên nứt ra, tiếp theo, một hơi thở mạnh mẽ thổi quét đến. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía thời không nứt ra kia, một cô gái mặc áo bào đen chậm rãi đi ra. Quá khứ tông.
Diệp Huyên nhìn thấy cô gái áo bào đen kia, nhất thời nhíu mày lại. Cô gái áo bào đen lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta cảnh cáo ngươi, đại ca của ta Vô Biên Chủ ở ngay phía sau, nếu ngươi làm sằng bậy, thì tự gánh lấy hậu quả. Cô gái áo bào đen híp mắt lại, trong đôi mắt hiện lên chút lạnh lùng sắc bén, uy hiếp ta. Diệp Huyên nhìn cô gái áo bào đen, đại ca của ta Vô Biên Chủ là vô địch. Ngươi đụng vào ta một chút, ông ta sẽ diệt toàn bộ tông của ngươi. Cô gái áo bào đen bỗng nhiên nói đầy châm chọc, diệt toàn bộ tông của ta. Thật vô tri. Diệp Huyên đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xoay người nhìn lại, cách đó không xa, ba người chậm rãi đi đến. Chính là ba người Vô Biên Chủ. Vô Biên Chủ nhìn thấy Diệp Huyên, sắc mặt liền trở nên lạnh lùng. Mà lúc này, ánh mắt của cô gái áo bào đen kia dừng trên người Vô Biên Chủ, ngươi là đại ca của hắn. Nghe vậy, Vô Biên Chủ cau mày lại, không phải. Cô gái áo bào đen nhìn về phía Diệp Huyên, châm chọc nói, người ta hình như không phải đại ca của ngươi. Diệp Huyên đi đến bên cạnh Vô Biên Chủ, đánh nàng ta. Vô Biên Chủ nhìn sang Diệp Huyên, người bảo ta đánh thì ta phải đánh à. Diệp Huyên nói, ông không đánh, ta gọi muội muội. Vô Biên Chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người gọi muội muội liên quan gì đến ta? Diệp Huyên bình tĩnh nói, muội muội ta thích giết người lung tung. Vô Biên Chủ trầm mặc. Diệp Huyên này cũng không hề nói dối, muội muội hắn quả thật thích giết người lung tung. Vô Biên Chủ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tăng Vô, ngươi không phải nói có việc gấp sao? Nếu có việc gấp, vậy đi thôi. Nói xong, ông ta xoay người bước đi. Tăng Vô ngây người, sau đó nói ta, không có. Nhưng mà, Vô Biên Chủ đã biến mất ở sâu trong tinh không. Tăng Vô cạn lời. Sắc mặt Diệp Huyên liền tối sầm xuống, gã khốn này vậy mà chạy rồi. Tăng Vô nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sau đó lại nhìn cô gái áo bào đen kia, ta quả thật có việc gấp. Diệp công tử, cáo từ. Nói xong, lão ta xoay người bỏ chạy. Thần Minh trần trừ một lát, sau đó nói, Diệp công tử, đợi chúng ta chạy xa rồi. Ngươi hắn gọi muội muội, cảm ơn. Nói xong, ông ta lập tức biến mất ở xa xa. Diệp Huyên không nói gì. Cô gái áo bào đen nhìn Diệp Huyên, nhưng cũng không hề động thủ. Diệp Huyên thấy cô gái áo bào đen không hề động thủ, mỉm cười, ta biết, người đang lo lắng ta gọi người, đến đi. Ta không gọi người. Nói xong, hắn giang tay phải ra, sau đó từ từ nắm chặt. Răng rắc. Trong nháy mắt, thời không xung quanh vỡ ra từng tầng một. Cô gái áo bào đen nheo mắt, sức mạnh nhục thân. Diệp Huyên đột nhiên biến mất, một quyền văng về phía cô gái áo bào đen. Sức mạnh thể xác thuần túy nhất. Một quyền này đánh ra, tinh vực xung quanh lập tức sục sôi, sau đó nổ tung. Cô gái áo bào đen nhận thấy lực lượng khủng bố trong một quyền này của Diệp Huyên, đồng tử mắt chợt co lại, trong lòng vô cùng khiếp sợ, thực lực của thiếu niên này đã trở nên khủng bố như vậy từ khi nào. Lúc này, một quyền của Diệp Huyên đã đến trước mặt cô gái áo bào đen, mà giờ phút này, nàng ta cảm giác giống như trăm vạn ngọn núi lớn nghiền áp về phía nàng ta, chỉ riêng khí thế này đã ép cho nàng ta không thở nổi. Vẻ mặt nàng ta trở nên dữ tợn, tay phải giang ra, một đạo hắc quang đột nhiên trào ra từ trong lòng bàn tay nàng ta. Ầm vang, cùng với tiếng nổ vang vọng, vô số hắc quang kia biến mất trong nháy mắt, ngay sau đó, cô gái áo bào đen bị lùi xa hơn 10 vạn trượng. Mà trước mặt Diệp Huyên, tinh không trong phạm vi hơn 10 vạn trượng trực tiếp biến thành một mảnh tối đen. Diệp Huyên thu quyền, xa xa, cô gái áo bào đen quỳ một gối xuống đất, máu tươi không ngừng tràn ra từ trong miệng. Diệp Huyên chậm rãi đi đến trước mặt cô gái áo bào đen, nàng ta ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, giờ phút này áo bào đen của nàng ta đã rách tan, lộ ra khuôn mặt tuyệt đẹp. Cô gái áo bào đen lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, thực lực của ngươi sao lại trở nên mạnh như vậy? Diệp Huyên ngồi xổm xuống, hai tay hắn đỡ lấy khuôn mặt cô gái, cười nói, mở hách. Nói xong, hai tay hắn xoay mạnh một cái. Răng rắc. Đầu của cô gái áo bào đen trực tiếp bị xoay 360 độ. Diệp Huyên đứng dậy, đi về phía xa xa. Mục Thiên Đạo đột nhiên nói, sao ngươi lại không thương hoa tiếc ngọc? Diệp Huyên bình tĩnh nói, nàng ta không phải người muốn ta,
nàng ta là muốn mạng của ta. Mục Thiên Đạo trầm giọng nói, ngươi có biết quá khứ tông không? Diệp Huyên nói, không biết. Mục Thiên Đạo đang muốn nói, Diệp Huyên đột nhiên nói, ta cần biết không? Nói xong, hắn cười cười, lập tức hóa thành kiếm quang biến mất ở cuối tinh không. Diệp Huyên biến mất không lâu, thời không nơi đây đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một ông lão áo bào đen chậm rãi đi ra. Ông lão áo bào đen nhìn thi thể của cô gái áo bào đen ở cách đó không xa, sắc mặt âm trầm. Một lát sau, ông lão áo bào đen ngẩng đầu nhìn về phía xa xa cuối chân trời, trong mắt, sát ý lóe lên, hay cho một vua dựa dẫm. Suy! Suy! Đúng lúc này, hai đạo kiếm quang chợt chém tới từ hai phía nam bắc, ông lão áo bào đen còn chưa kịp phản ứng lại đã bị hai đạo kiếm quang này phân thây. Nơi nào đó trong sân, Thanh Khâu ngẩng đầu nhìn về chỗ sâu trong tinh không. Bên kia, Diệp Thanh Thanh dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía bên phải. Cách xa trăm vạn tinh vực, ánh mắt hai nàng nhìn nhau. Thanh Khâu mỉm cười, thu hồi ánh mắt, tiếp tục đọc sách. Diệp Thanh Thanh cũng thu hồi ánh mắt, xoay người biến mất ở cuối tinh không. Trong viện, trước mặt Thanh Khâu, cổ hỏi, cô nương vừa rồi là... Thanh Khâu mỉm cười, cũng là muội muội của ca ca ta. Cổ trầm lặng. Thanh Khâu tiếp tục đọc sách. Cổ đột nhiên hỏi, cô có thực lực trực tiếp tiêu diệt quá khứ tông, đúng không? Thanh Khâu nói, không biết. Cổ sửng sốt, không biết. Thanh Khâu buông sách cổ, nàng ta nghĩ nghĩ, sau đó nói, không biết ý là khiêm tốn, nếu nói ta một kiếm có thể diệt quá khứ tông. Như vậy thật sự là quá kiêu ngạo, ta phải khiêm tốn một chút. Cổ nhìn thoáng qua Thanh Khâu, ta không cảm nhận thấy sự khiêm tốn của cô. Thanh Khâu chớp chớp mắt, ta không khiêm tốn sao? Cổ hỏi lại, ta muốn nhìn sự phách lối của cô. Thanh Khâu cười cười, ta chỉ là một kiếm tu nhỏ, ca ca của ta cảnh giới gì, ta là cảnh giới đó. Cổ nhìn Thanh Khâu trước mặt, vẻ mặt phức tạp. Mấy ngày sau, Diệp Huyên đi đến một tinh không chưa biết tên, ở trước mặt hắn cách đó không xa. Nơi đó dựng một tấm bia đá rất lớn cao đến nghìn trượng. Trên tấm bia đá khắc ba chữ to, thần cổ giới. Thần cổ giới. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, rốt cuộc cũng tới rồi. Lần này hắn đến thần cổ giới, cũng là có mục đích, bởi vì thuật cổ thể mà lão hòa thượng kia dạy cho hắn chỉ một nửa trên không có nửa dưới. Lần này hắn đến chính là muốn xem có thể lấy được nửa dưới của thuật cổ thể không. Thuật cổ thể này thật sự quá khủng bố. Sau khi hắn tu luyện thành cổ thể, hiện tại cho dù là cổ đạo cảnh cũng hoàn toàn không làm gì được hắn. Hơn nữa, nếu hắn muốn tiếp tục tu luyện cổ thể, cũng nhất định phải đến thần cổ giới, bởi vì chỉ có nơi này mới có thần cổ chi lực. Lúc này, Mục Thiên Đạo bỗng nhiên nói, nơi này, ngươi phải cẩn thận chút. Diệp Huyên có chút tò mò, nói như thế nào? Mục Thiên Đạo nói, thần cổ giới. Cho vào không cho ra. Nơi này, năm đó cử cả tộc đối kháng chủ nhân, bị chủ nhân phong ấn ở nơi này, tất cả mọi người trong thần cổ giới không được bước ra khỏi thần cổ giới. Không chỉ như thế, chủ nhân còn đưa ra trừng phạt rất tàn khốc cho nơi này. Diệp Huyên hỏi, trừng phạt gì? Mục Thiên Đạo nói, về cụ thể ta cũng không biết. Ta chỉ biết, thần cổ tộc xem như xong rồi. Diệp Huyên có chút khó hiểu. Năm đó chủ nhân cô vì sao không trực tiếp tiêu diệt bọn hắn? Mục Thiên Đạo nói, nghe nói là có người xin tha cho. Diệp Huyên tò mò, xin tha. Mục Thiên Đạo nói, đừng hỏi ta nữa. Ta chỉ là một thiên đạo nhỏ bé, việc này ta cũng không biết rõ lắm. Diệp Huyên lắc đầu cười, được rồi. Nói xong, hắn đi hướng về phía xa. Mà ngay khi hắn đi ngang qua tấm bia đá kia, tấm bia đá đột nhiên khẽ run lên. Ngay sau đó, tùng đạo ấn từ từ bay ra, đạo ấn hóa thành một cô gái mặc áo đạo sĩ bó sát người, mái tóc được buộc thành đuôi ngựa sau đầu, nàng ta nhìn chằm chằm Diệp Huyên, lạnh lùng nói, nơi đây là cấm địa, không được tự tiện vào. Diệp Huyên lấy bút đại đạo ra, sau đó nói, người một nhà. Cô gái nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Diệp Huyên trầm giọng nói, bút đại đạo, huynh nói. Bút đại đạo trầm lặng một lát. Sau đó nói, cậu cảm thấy mặt mũi của ta còn dùng được không? Diệp Huyên. Diệp Huyên giơ bút đại đạo về phía cô gái áo đạo sĩ.
Cô gái áo đạo sĩ nhìn Diệp Huyên không nói gì. Diệp Huyên không biết phải nói gì. Quả nhiên, cây bút này chẳng có chút mặt mũi nào cả. Diệp Huyên lại nói trong lòng, Mục Thiên Đạo. Mục Thiên Đạo im lặng một lúc rồi nói, ta cũng không làm gì được. Diệp Huyên không hiểu, tại sao? Mục Thiên Đạo nói, người đi trà lạnh, ta và bút đại đạo hiện giờ đã không còn ở đạo môn nữa, mặt mũi chúng ta đáng được bao nhiêu chứ? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, quả thực. Nói xong, hắn nhìn cô gái áo đạo sĩ trước mặt, cô nương, xưng hô thế nào? Vẻ mặt cô gái áo đạo sĩ bình tĩnh, có chuyện gì? Diệp Huyên cười nói, làm quen chút. Cô gái áo đạo sĩ nhìn Diệp Huyên, người thấy cần thiết sao? Diệp Huyên xòe tay, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện trong tay hắn, hắn nhẹ nhàng đưa nhẫn đến trước mặt cô gái áo đạo sĩ, làm quen chút. Cô gái áo đạo sĩ liếc nhìn nhẫn chứa đồ, trong đó có đủ 100 triệu đạo tinh. Nhìn chiếc nhẫn như vậy, cô gái áo đạo sĩ im lặng một lúc, nàng ta nhận chiếc nhẫn, sau đó lẳng lặng cất lấy, pháp tịnh. Diệp Huyên khẽ cười, pháp tịnh cô nương, ta muốn đi vào vũ trụ thần cổ này xem, có được không? Nói rồi, hắn lại lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ, đưa đến trước mặt pháp tịnh, trong nhẫn, có 200 triệu đạo tinh. Pháp tịnh liếc nhìn chiếc nhẫn, nàng ta im lặng một lúc rồi nó, ngươi làm vậy khiến ta có hơi khó xử. Như vậy là phạm pháp. Diệp Huyên lại lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ, để trước mặt pháp tịnh, hiểu rồi. Hiểu rồi, ta đi vào dạo, không làm chuyện gì trái luật đâu. Trong nhẫn có 100 triệu đạo tinh. Bây giờ cộng lại đã có 300 triệu đạo tinh. Pháp tịnh im lặng một lúc, nàng ta bình tĩnh nhận lấy 3 chiếc nhẫn chứa đồ. Sau đó nói, chúng ta trước giờ chưa từng gặp nhau, đúng chứ? Diệp Huyên nghiêm túc nói, đương nhiên, ngay cả cô nương là ai, ta cũng không biết. Pháp tịnh khẽ gật đầu, nàng ta nhìn xung quanh, sau đó nhíu chặt mày, chết tiệt, quên mất phải tu luyện rồi. Ta phải tu luyện thôi. Nói xong, nàng ta quay người biến thành một luồng sáng bay vào bia đá kia. Diệp Huyên vội vàng đi vào. Trên đường. Bút đại đạo bỗng thấp giọng thở dài. Diệp Huyên lạnh nhạt nói, tiểu bút, ngươi thở dài cái gì? Bút đại đạo nói, không có gì. Diệp Huyên cười nói, ta rất hiếu kỳ, rốt cuộc lúc đầu ngươi đã lấy bao nhiêu? Bút đại đạo không nói gì. Diệp Huyên còn muốn hỏi gì thì lúc này, thời không trước mặt hắn bỗng chấn động. Sau đó, thời không thay đổi, Diệp Huyên chỉ cảm thấy mọi thứ đều trở nên mơ hồ. Một lúc sau, Diệp Huyên chậm rãi mở mắt, lúc này, hắn đã ở trước một tòa thành cổ, thành này vô cùng cũ kỹ, rất hoang tàn, đâu đâu cũng vắng vẻ. Diệp Huyên nhìn trên cửa thành, có khắc 3 chữ, thành thần cổ. Diệp Huyên khẽ nói, đây là thành thần cổ. Nói thật, như vậy không hề giống với suy nghĩ của hắn. Theo hắn thấy, vũ trụ thần cổ này cho dù bị phong tỏa, thì cũng không đến nói hoang tàn như vậy mới phải. Mục Thiên Đạo, thắng làm vua, thua làm giặc, là kẻ thua cuộc, vũ trụ thần cổ trông thê lương cũng là bình thường. Diệp Huyên khẽ gật đầu, hắn đi vào trong thành, tường thành không có cổng, sau khi vào trong thành, hắn phát hiện, trong thành lại càng hoang vắng, đưa mắt nhìn, trên đường một bóng người cũng chẳng có, tĩnh mịch vắng lặng. Lúc này, một cô gái bỗng xuất hiện phía xa, cô gái mặc chiếc váy trắng đơn giản, dáng người cao mảnh, tóc bạc trắng rất thu hút. Trong tay nàng ấy là một chiếc quạt màu trắng. Diệp Huyên nhìn cô gái, chỉ im lặng. Hắn không cảm nhận được hơi thở của cô gái. Lúc này, cô gái chậm rãi bước đến trước mặt Diệp Huyên, mà lúc này, Diệp Huyên phát hiện, đôi mắt cô ta lại là màu tím. Tóc trắng, mắt tím. Cô gái váy trắng nhìn Diệp Huyên, khẽ cười, công tử là người đầu tiên tiến vào thành thần cổ này trong mấy năm gần đây. Diệp Huyên cười nói, cô nương là. Cô gái váy trắng nói, bỉ yêu. Diệp Huyên hỏi, bỉ yêu cô nương biết ta sao? Bỉ yêu lắc đầu, lần đầu tiên gặp công tử. Diệp Huyên khẽ gật đầu, không nói gì. Bỉ yêu nói, công tử đến đây, là vì nửa bộ còn lại của cổ thể thuật. Ánh mắt Diệp Huyên có chút kỳ lạ, trong lòng lại có chút khiếp sợ, cô gái này nhìn ra được hắn đã từng tu luyện cổ thể thuật. Thấy đối phương có thể nhìn ra, hắn cũng không giấu giếm, lập tức nói, đúng vậy. Bỉ yêu cười nói, nếu công tử đến vì cổ thể thuật,
vậy thì đi theo ta. Nói xong, nàng ấy quay người rời đi. Diệp Huyên đi theo Bỉ Yêu, hắn nghiêng đầu nhìn Bỉ Yêu, không thể không nói, cô nương này thật sự xinh đẹp. Bỉ Yêu cười nói, công tử, ta trông đẹp không? Diệp Huyên sững người, sau đó nói, cô nương dung mạo như thiên tiên, nhân gian hiếm gặp. Bỉ Yêu khẽ nhếch miệng, lúm đồng tiền nhỏ xuất hiện, công tử nói thật dễ nghe. Diệp Huyên cười nói, Bỉ Yêu cô nương, người đang đưa ta đi đâu? Bỉ Yêu nói, đưa công tử đi tu luyện cổ thân thuật. Bản đầy đủ. Diệp Huyên không hiểu, tại sao? Bỉ Yêu nhìn Diệp Huyên, nghiêm túc nói, muốn kết mối thiện duyên với công tử. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, tại sao? Bỉ Yêu cười nói, chẳng sao cả, chỉ đơn thuần muốn kết mối thiện duyên với công tử thôi. Nói đến đây, nàng ấy chuyển chủ đề, cười nói, rõ ràng, câu này, công tử sẽ không tin. Diệp Huyên gật đầu. Bỉ Yêu cười nói, sau đó nói, từ sau khi giới này bị phong ấn, cách nay đã 90 triệu năm, công tử là người thứ hai đến đây trong 90 triệu năm nay. Diệp Huyên có chút hiếu kỳ, người đầu tiên là. Bỉ Yêu nói, một cô nương. Một cô nương. Diệp Huyên nhíu mày. Lúc này, trước mặt hai người không xa xuất hiện 6 ông lão mặc áo bào đen, 6 ông lão nhìn thấy Bỉ Yêu thì lập tức kính cẩn thi lễ. Diệp Huyên nhìn Bỉ Yêu, lại càng thêm hiếu kỳ về thân phận cô gái trước mặt này. Bỉ Yêu đưa Diệp Huyên đến một đại điện phía xa. Rất nhanh chóng, hai người đã đến trước một đại điện. Trước cửa đại điện, có hai thị vệ giáp vàng thân hình cao to đứng đó. Hai thị vệ giáp vàng này tay phải cầm thương, tay trái cầm thuẫn, đầu đội mũ vàng, đeo mặt nạ vàng, đứng nơi đó khiến người ta có cảm giác áp lực vô hình. Lúc này, Mục Thiên Đạo bên trong thân thể Diệp Huyên bỗng trầm giọng nói, đây là thần cổ vệ. Trong lời này, còn có chút nặng nề và e ngại. Diệp Huyên hỏi trong lòng, thần cổ vệ. Mục Thiên Đạo thấp giọng nói, đúng vậy. Rất kinh khủng, thần cổ vệ này ít nhất cũng là cổ đạo cảnh, hơn nữa, đều là chiến sĩ siêu cấp đã thân chinh vạn trận, năng lực chiến đấu của bọn họ ít nhất cũng gấp 10 lần cổ đạo cảnh bình thường. Năm đó lúc thần cổ tộc và đạo môn đại chiến, đạo vệ của đạo môn ở trước mặt bọn họ ngay cả sức đánh trả cũng không có, cuối cùng vẫn là đạo linh đưa người chấp pháp của đạo môn đến vội mới miễn cưỡng ngăn được các thần cổ vệ này. Nếu không, nói chung, những cao thủ thần cổ vệ này, thật sự ngoài sức người có thể tưởng tượng. Hơn nữa, bọn họ không chỉ mạnh mà còn rất trung thành với thần cổ tộc. Trung thành đến mức khiến ngươi không thể tưởng tượng nổi. Diệp Huyên nhìn hai thần cổ vệ kia, hơi thở hai thần cổ vệ này được che giấu, từ bên ngoài nhìn vào, giống như những thị vệ bình thường vậy. Khi nhìn thấy Bỉ Yêu, hai thần cổ vệ bỗng cúi đầu. Thấy vậy, Diệp Huyên bất giác nhìn Bỉ Yêu. Bỉ Yêu dẫn theo Diệp Huyên đi thẳng vào đại điện, sau khi đi vào đại điện. Diệp Huyên phát hiện bên trong đại điện có 12 thần cổ vệ giáp vàng đứng hai bên. 24 thần cổ vệ, cũng chính là 24 cổ đạo cảnh. Nhìn thấy đội hình như vậy, trong lòng Diệp Huyên bỗng trùng xuống. Lúc trước là ngầu không quá 3 ngày, lần này, hắn cũng không cần đến 3 ngày nữa. Trực tiếp đã chẳng còn ngầu nổi nữa. Mẹ nó! Bỉ Yêu bỗng nói, đại tôn! Vừa dứt lời. Một ông lão xuất hiện bên cạnh Bỉ Yêu. Bỉ Yêu cười nói, sắp xếp đi, để vị công tử này. Nói rồi, nàng ấy nhìn Diệp Huyên, công tử xưng hô thế nào? Diệp Huyên nói, Diệp Huyên. Bỉ Yêu khẽ gật đầu, sắp xếp chút, để Diệp công tử tu luyện cổ thể thuật nửa bộ còn lại. Đại tôn liếc nhìn Diệp Huyên, khẽ thi lễ, sau đó lui xuống. Diệp Huyên cười nói, Bỉ Yêu cô nương nhiệt tình quá. Ta, nói thật, ta không thích nghi lắm. Bỉ Yêu cười nói, không thích nghi lắm. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Nếu là bình thường, ta đến chỗ này, thế nào cũng phải trải qua chút gian khó, xảy ra một vài xung đột, sau đó mới có thể có được cổ thể thuật. Mà hiện tại, ta vừa đến, thì ngươi đã trực tiếp sắp xếp cho ta tu luyện cổ thể thuật. Bỉ Yêu cô nương, ta là một người thành thật, cũng không suy nghĩ gì nhiều. Nếu có yêu cầu gì, ngươi cứ nói với ta, nếu ta có thể làm được. Ta sẽ làm cho ngươi, nếu không thể làm được, ta cũng không thể cứ hưởng không lợi ích của ngươi như vậy, ngươi nói phải không? Bỉ Yêu nói, Diệp công tử nghĩ nhiều rồi, ta không có gì cần Diệp công tử làm cả.
Diệp Huyên chớp mắt, vậy thức cho ta không thể tu luyện nửa bộ sau cổ thể thuật. Bỉ Yêu cười nói, tại sao? Diệp Huyên nghiêm túc nói, Diệp Huyên ta là người có nguyên tắc. Bỉ Yêu cười nói, Diệp công tử, thân xác ngươi hiện tại, khó đánh trọng thương được cổ đạo cảnh. Mà nếu ngươi tu luyện nửa bộ sau cổ thể thuật, vậy thì không phải không đánh được cổ đạo cảnh, mà là ngươi có thể dễ dàng dùng một quyền đánh chết rất nhiều cổ đạo cảnh. Diệp Huyên nhíu mày, lợi hại như vậy sao? Bỉ Yêu chỉ vào các thần cổ vệ bên cạnh, bọn họ đều tu luyện cổ thể thuật, nhưng, không giống với Diệp công tử, bọn họ chỉ tu luyện nửa bộ trên. Diệp Huyên không hiểu, nửa bộ sau rất khó tu luyện sao? Bỉ Yêu gật đầu, rất khó tu luyện, bởi vì tu luyện nửa bộ sau cần có một chút điều kiện đặc biệt, nhưng, người chắc hẳn không có vấn đề gì. Diệp Huyên nhíu mày, tại sao ta tu luyện nửa bộ sau thì không có vấn đề gì? Bỉ Yêu cười nói, tu luyện nửa bộ sau, sẽ động đến đạo kiếp. Mà đạo kiếp này, là trật tự của đạo môn, tu luyện nửa bộ sau, đồng nghĩa khiêu chiến với trật tự của đạo môn, đối đầu với đạo môn. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, ngươi cảm thấy ta có thể đối đầu với đạo môn sao? Bỉ Yêu nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, nếu ngươi không đấu được, thần cổ tộc ta sẽ giúp đỡ ngươi, thần cổ tộc ta và ngươi cùng sống cùng chết. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó lại gần Bỉ Yêu, ngươi nói thật đi, có phải quen biết ta không? Bỉ Yêu nghiêm túc nói, không quen biết. Diệp Huyên nhíu mày, ngươi không quen ta, mà lại làm như vậy, ngươi yêu ta rồi sao? Hả? Bỉ Yêu chớp mắt, chẳng lẽ không được sao? Diệp Huyên, Bỉ Yêu cười nói, nếu ngươi không ngại thì ta có thể. Nói thật, ta rất muốn làm chị dâu của muội muội ngươi. Nói rồi, nàng ấy dừng một lát mới nói, ngươi có nhiều muội muội không? Diệp Huyên im lặng, Tiểu Tháp bỗng nói, đây là đang gài đó. Muội muội. Diệp Huyên lắc đầu, khẽ cười. Quả nhiên đối phương biết hắn. Mà sở dĩ đối phương có thể nhận ra hắn, có lẽ là do một kiếm lúc đầu của Diệp Thanh Thanh phá vỡ vũ trụ thần cổ và đoạt lấy sức mạnh thần cổ. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên nhìn Bỉ Yêu cô nương, chỉ vì muội muội ta ra tay một lần, mà ngươi đã muốn đặt cược vào ta cả sao? Bỉ Yêu gật đầu, Diệp công tử, mời ngồi. Diệp Huyên cũng khách khí, ngồi xuống bên cạnh. Bỉ Yêu đi đến bên cạnh Diệp Huyên ngồi xuống, sau đó nói, Diệp công tử là người thẳng thắn, ta cũng không phải vòng vo nữa. Thứ nhất, kết giới của thần cổ giới rất mạnh, Diệp công tử không thể tưởng tượng nổi đâu. Nếu muốn phá kết giới thì cần phải có thần cổ tộc ta tập hợp toàn bộ sức lực các cao thủ mới có thể phá vỡ được. Mà lệnh muội một kiếm có thể phá được rồi. Thứ hai, phá vỡ kết giới thần cổ giới, đồng nghĩa phá vỡ trật tự của chủ nhân bút đại đạo. Một kiếm kia sau khi phá vỡ trật tự của chủ nhân bút đại đạo, đạo môn cũng không có hành động gì. Tại sao? Chỉ có một cách giải thích, đạo môn không dám hành động gì. Một người dùng sức chấn áp đạo môn, thực lực như vậy, ta chỉ có thể nói, ngầu. Diệp Huyên trầm tư một lúc, rồi nói, vì vậy, Bỉ Yêu cô nương là muốn giao dịch với ta sao? Bỉ Yêu gật đầu, ta dốc toàn lực từ tộc ta giúp Diệp công tử tu luyện cổ thể thuật, Diệp công tử cứu thần cổ tộc ta. Diệp Huyên nhìn Bỉ Yêu, sau khi đi ra, ngươi sẽ làm gì? Bỉ Yêu im lặng. Diệp Huyên cười nhìn Bỉ Yêu, đợi câu trả lời. Bỉ Yêu im lặng một lúc lâu rồi nói, nếu nói không có oán hận thì là giả. Nhưng, cho dù có hận có oán thì tác dụng gì chứ? Thời kỳ đỉnh cao của thần cổ tộc ta cũng đã bị đạo môn chấn áp rồi, huống hồ hiện tại thần cổ tộc ta còn chẳng bằng thời kỳ đỉnh cao trước kia. Vì vậy, sau khi rời khỏi giới này, ta sẽ dẫn người trong tộc sống tiếp thật tốt, không gây chuyện. Cũng không dám gây chuyện. Diệp Huyên im lặng. Bỉ Yêu bỗng nói, Diệp công tử, đi theo ta. Nói rồi, nàng ấy đứng dậy đi ra ngoài điện. Diệp Huyên do dự, sau đó đi theo. Bỉ Yêu dẫn Diệp Huyên đến một thành nhỏ không biết tên, lúc đến thành nhỏ này, Diệp Huyên bỗng ngây người. Tòa thành này không giống với thành thần cổ, trong thành này, có rất nhiều người, nhưng hơi thở những người này rất yếu. Không đúng, những người này đều là người bình thường, không phải người tu luyện. Diệp Huyên nhìn Bỉ Yêu khẽ nói, sau trận chiến kia, trong thần cổ tộc ta, linh khí sụp đổ. Trực tiếp rơi vào thời kỳ lụi tàn, cũng từ sau lúc đó, trong tộc ta, mỗi năm nhiều nhất chỉ có thể bồi dưỡng ra được 100 người tu luyện, bởi vì linh khí không đủ.
Diệp Huyên nói, đây là trừng phạt diệt tộc. Bỉ Yêu khẽ cười, không nói gì. Diệp Huyên nói, ban đầu các người đã làm sai chuyện gì? Mặc dù hắn không hiểu nhiều về chủ nhân bút đại đạo, nhưng theo hắn thấy, chủ nhân bút đại đạo không phải người vô lý. Bỉ Yêu im lặng một lúc sau, rồi nói, nếu nói là sai, cái sai lớn nhất là tộc ta quá yếu. Diệp Huyên vỗ nhẹ vai Bỉ Yêu, đã là chuyện quá khứ rồi. Đừng nghĩ nhiều như vậy, sau này ngươi cứ đi theo ta. Bỉ Yêu nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta mở một thư viện, đang cần nhân tài các mảng, ta cảm thấy Bỉ Yêu cô nương không tệ, có hứng thú gia nhập vào thư viện ta không? Bỉ Yêu cười nói, gia nhập thư viện của ngươi có lợi ích gì không? Diệp Huyên cười nói, gia nhập thư viện ta, chính là thời khắc đỉnh cao của thần cổ tộc ngươi. Bỉ Yêu im lặng một lúc rồi nói, ta có thể nói chuyện với muội muội ngươi được không? Diệp Huyên đen mặt, Bỉ Yêu cô nương, ngươi không tin ta sao? Bỉ Yêu thấp giọng thở dài, Diệp công tử, ta tin ngươi, nhưng, ngươi có thể thề với ta không? Diệp Huyên im lặng. Mẹ nó! Vậy mà gọi là tin ta sao? Diệp Huyên cười nói, Bỉ Yêu cô nương, thật ra trong lòng ngươi đang nghĩ ngươi muốn ta cứu thần cổ tộc, nhưng lại không muốn đi theo ta, đúng không? Bỉ Yêu gật đầu, đúng. Diệp Huyên vỗ nhẹ vai Bỉ Yêu, cười nói, tầm nhìn quá hạn hẹp. Nói xong, hắn đi về phía xa. Bỉ Yêu nhìn Diệp Huyên, trong lòng nghi hoặc, tại sao hắn cứ vỗ vai mình vậy? Chẳng lẽ là một tên háo sắc? Bỉ Yêu lắc đầu, Diệp công tử này hẳn không phải loại người đó. Không nghĩ nhiều, nàng ấy đi lên theo, Diệp công tử, giao dịch mà ta nhắc đến, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyên lắc đầu, ta từ chối. Bỉ Yêu nhìn Diệp Huyên, đó là cổ thể thuật đấy. Diệp Huyên cười nói, một cuốn cổ thể thuật thôi mà muốn ngăn chặn nhân quả cả đạo môn, Bỉ Yêu cô nương, ngươi không thấy chuyện này là các ngươi lời quá rồi sao? Bỉ Yêu im lặng. Diệp Huyên lại nói, ta thẳng thắn nói với ngươi, quả thực đạo môn nể mặt ta, nhưng, ta dựa vào đâu lại dùng mặt mũi của ta để cứu cả thần cổ tộc ngươi chứ? Nói xong, hắn liếc nhìn Bỉ Yêu. Ngây thơ quá, nghĩ nịnh nọt ta thì ta sẽ mắc bẫy, sau đó sẽ đối đầu với đạo môn chỉ vì cổ thần tộc ngươi sao? Hắn trông giống đầu heo lắm sao? Bỉ Yêu khẽ cười, nếu Diệp công tử có điều kiện gì, có thể nói thử. Diệp Huyên lắc đầu, ta không có điều kiện. Ý là tự bản thân ngươi cho đến khi hắn vừa lòng thì thôi. Bỉ Yêu im lặng, ẩn ý của Diệp công tử sau nàng ấy không hiểu được chứ? Nghĩ đến đây, Bỉ Yêu thấp giọng thở dài, bản thân nàng ấy đã xem thường người khác rồi. Nghĩ đến đây, Bỉ Yêu nhìn Diệp Huyên, nàng ấy xòe tay, một chiếc nhẫn chứa đồ chậm chậm bay đến trước mặt Diệp Huyên. Trong nhẫn có chừng mấy trăm triệu đạo tinh, ngoài ra, còn có vô số bảo vật đáng giá. Bỉ Yêu nhìn Diệp Huyên, đây là một nửa tài sản của toàn tộc ta, hôm nay đều tặng cả cho Diệp công tử. Diệp Huyên im lặng. Có chút vượt ngoài dự đoán của hắn, cô gái này rất quyết đoán. Bỉ Yêu lại nói, nếu Diệp công tử cảm thấy không đủ. Diệp Huyên bỗng lắc đầu, thôi vậy. Bỉ Yêu ngây người. Diệp Huyên cười nói, cất vào đi. Bỉ Yêu nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên nói, một, giúp ta tu luyện thành công cổ thể. Hai, thần cổ tộc ngươi nợ ta một ân tình, so với mấy vật ngoài thân kia, ta càng coi trọng ân tình của thần cổ tộc ngươi hơn. Nghe vậy, gương mặt Bỉ Yêu lập tức vui cười, đa tạ Diệp công tử xem trọng, điều kiện này của ngươi, ta thay mặt thần cổ tộc đồng ý với ngươi. Lúc này, đại tôn kia đột nhiên xuất hiện trong sân, đại tôn nhìn Diệp Huyên, sau đó nhìn Bỉ Yêu, đã chuẩn bị xong rồi. Bỉ Yêu gật đầu, nàng ấy nhìn Diệp Huyên, đi thôi. Diệp Huyên khẽ gật đầu, đi cùng Bỉ Yêu và đại tôn. Một lúc sau, Diệp Huyên và Bỉ Yêu đến trước một đàn tế này rộng gần nghìn trượng, rộng lớn vô cùng. Bỉ Yêu nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, mời. Diệp Huyên khẽ gật đầu, hắn đi lên đàn tế, vừa lên trên đàn tế, một luồng sáng trắng đã xuyên qua giữa trán Diệp Huyên. Trong đầu Diệp Huyên lập tức xuất hiện vô vàn thông tin. Nửa bộ sau cổ thể thuật. Lúc này, Bỉ Yêu bỗng nói, Diệp công tử, lát nữa ta sẽ đưa thần cổ chi lực hướng về phía ngươi,
ngươi sử dụng tâm pháp cổ thể hoàn chỉnh này, trong quá trình có thể sẽ có chút đau đớn, ngươi phải nhẫn nhịn. Diệp Huyên khẽ gật đầu, làm thôi. Bỉ Yêu nhìn Diệp Huyên, khởi động thần cổ chi lực. Thần cổ chi lực. Hiện tại, trong thần cổ tộc thì thần cổ chi lực vô cùng chân quý, bởi vì muốn có một luồng thần cổ chi lực thì cần rất rất nhiều linh khí ngưng tụ thành, mà thần cổ giới hiện tại, linh khí lại rất ít. Bỉ Yêu vừa dứt lời, cổ thần chi lực bỗng tuôn ra từ đất trời xung quanh, cổ thần chi lực ngưng tụ về phía Diệp Huyên tựa như từng dòng sông ngưng tụ về phía Diệp Huyên. Vô số thần cổ chi lực vào thân thể, Diệp Huyên đã mở bừng mắt, trong thân thể sôi sục một luồng hơi thở mạnh mẽ đáng sợ. Mà lúc này, hắn cảm thấy thân xác và linh hồn như muốn nổ tung. Sức mạnh này quả thực quá khủng bố. Bỉ Yêu thấp giọng nói, sử dụng tâm pháp. Diệp Huyên vội vàng làm theo, hắn vừa sử dụng tâm pháp, cổ thần chi lực trong người lập tức được dẫn đi, cuối cùng hóa thành từng luồng năng lượng lan khắp cơ thể. Ở bên dưới, Bỉ Yêu nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Lúc này, đại tôn bên cạnh nàng ấy bỗng nói, tộc trưởng, hắn thật sự có thể giúp chúng ta phá vỡ phong ấn của chủ nhân bút đại đạo sao? Bỉ Yêu khẽ nói, ngoài hắn ra, chúng ta còn có thể tin được ai đây? Đại tôn im lặng. Bỉ Yêu chậm chậm nhắm hai mắt lại, không chọn tin hắn thì chúng ta phải dùng sức toàn tộc phá vỡ phong ấn của chủ nhân bút đại đạo. Cho dù có thể phá được thì cũng sẽ khiến chủ nhân bút đại đạo đến chấn áp lần nữa. Mà bây giờ, tộc ta không có thực lực đối đầu được với chủ nhân bút đại đạo. Ha ha! Ngay lúc này, tiếng cười khẽ bỗng vang lên từ bên cạnh. Nghe thấy, sắc mặt đại tôn lập tức thay đổi, ông ta quay người lại, cách đó không xa, có một người đàn ông trung niên đứng đó. Mà lúc này, hơn 30 thần cổ vệ đã xuất hiện trong sân. Vẻ mặt người đàn ông trung niên bình tĩnh, ánh mắt vẫn nhìn Bỉ Yêu chằm chằm, Bỉ Yêu tộc trưởng, người đặt cả hy vọng của thần cổ tộc vào một người chỉ mới trên nhân gian cảnh, không thấy nực cười sao. Bỉ Yêu nhìn người đàn ông trung niên, quá khứ tông. Người đàn ông trung niên cười nói, ta tự giới thiệu, tự hạ là Khương Nghịch. Bỉ Yêu cười nói, ta từng nghe nói đến các người, nhưng, trước giờ chưa từng được gặp. Khương Nghịch nhìn Diệp Huyên đang tu luyện trên đàn tế, sau đó cười nói, Bỉ Yêu tộc trưởng, đây là người mà quá khứ tông ta muốn giết. Bỉ Yêu im lặng. Khương Nghịch cười nói, đương nhiên, lần này ta đến đây không phải vì hắn, mà là vì thần cổ tộc. Bỉ Yêu nói, thế nào, quá khứ tông ngươi muốn diệt thần cổ tộc ta sao? Khương Nghịch nhìn Bỉ Yêu, nếu Bỉ Yêu tộc trưởng nguyện đưa thần cổ tộc gia nhập quá khứ tông ta, thì phong ấn giới này. Quá khứ tông ta lập tức giúp thần cổ tộc phá vỡ. Không chỉ vậy, quá khứ tông ta còn nguyện ý giúp đỡ thần cổ tộc đối đầu với đạo môn. Bỉ Yêu ngẫm nghĩ, sau đó nói, điều kiện chính là thần cổ tộc ta thuộc về quá khứ tông ngươi. Khương Nghịch cười nói cách khác thì là hợp nhất. Bỉ Yêu im lặng một lúc rồi nói, ngươi thấy thế này được không, ta đã đồng ý với Diệp công tử này giúp hắn tu luyện thành công cổ thể, hiện tại hắn sắp tu thành rồi. Mà hắn cũng đồng ý với ta, nếu tu luyện thành công cổ thể thì sẽ giúp giải thoát thần cổ tộc ta. Nếu hắn làm không được, chúng ta lại nói tiếp, ngươi thấy thế nào? Khương Nghịch nhìn Bỉ Yêu, không nói gì. Bỉ Yêu cười nói, làm người phải giữ lời, ngươi nói xem. Khương Nghịch cười nói, có thể. Bỉ Yêu khẽ cười, đa tạ đã hiểu cho. Nói xong, nàng ấy khẽ vung tay, các thần cổ vệ xung quanh lập tức lui xuống. Khương Nghịch nhìn Diệp Huyên trên đàn tế, Bỉ Yêu tộc trưởng, hiện tại nếu ta ra tay giết hắn, cho ngươi chọn một trong hai, ngươi sẽ chọn thế nào? Bỉ Yêu khẽ cười, ngươi có muội muội không? Nghe vậy, Khương Nghịch ngây người, không có. Bỉ Yêu chỉ cười không nói. Nhìn Bỉ Yêu cười mà không nói, Khương Nghịch khẽ nhíu mày. Bỉ Yêu bỗng nói, các hạ chớ có vội, Diệp công tử này sắp thành công rồi. Khương Nghịch khẽ cười. Sau đó nói, ta cũng là lần đầu gặp vị Diệp công tử, thật ra, ta cũng muốn xem rốt cuộc Diệp công tử này có bản lĩnh gì. Bỉ Yêu nhìn Khương Nghịch, cười nói, theo ta biết, trước giờ các người đều ở quá khứ, sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện rồi. Khương Nghịch cười nói, đây là bí mật, tạm thời không thể nói với Bỉ Yêu tộc trưởng được. Bỉ Yêu khẽ cười, được thôi. Nói rồi, nàng ấy nhìn Khương Nghịch, không biết đang nghĩ gì.
Quá khứ tông. Tông môn này cũng có ghi chép trong thần cổ tộc, nhưng lại rất, rất ít. Chỉ biết tông môn này thuộc về quá khứ. Mà nàng ấy không ngờ, quá khứ tông bây giờ lại hiện thế rồi. Ngay lúc này, Diệp Huyên trên đàn tế bỗng mở bừng mắt. Thoáng chốc, một luồng hơi thở cực kỳ khủng khiếp bỗng tuôn ra từ trong thân thể hắn, sau đó phóng thẳng lên trời, luồng hơi thở này tựa như một dòng lũ phóng thẳng lên trời. Cả bầu trời lập tức vặn vẹo dưới tác động của luồng hơi thở này, vô cùng đáng sợ. Bỉ Yêu nheo hai mắt, tay phải nàng ấy chậm chậm siết chặt. Diệp Huyên sắp đột phá rồi. Mà nếu Diệp Huyên sắp đột phá, nhất định sẽ thu hút thiên đạo đạo môn, thậm chí có thể là đạo thần kia. Ngay lúc này, trên trời bỗng xuất hiện một lốc xoáy khổng lồ. Thấy vậy, ánh mắt Bỉ Yêu bỗng trở nên lạnh lẽo. Đã đến rồi. Khương Nghịch ở bên cạnh nhìn lốc xoáy kia, cũng nhíu chặt mày. Thiên đạo sắp xuất hiện rồi. Xung quanh, vẻ mặt các cao thủ cổ thần tộc cũng trở nên cảnh giác. Dưới sự quan sát của tất cả mọi người, một cô gái chậm chậm bước ta, trong tay cô gái cầm theo một đóa hoa sen. Đích thân đạo thần đến. Nhìn thấy đạo thần, sắc mặt các cao thủ cổ thần tộc trong sân lập tức trở nên nặng nề. Bỉ Yêu nhìn đạo thần, ánh mắt bình tĩnh nhưng tay phải nàng ấy đã siết chặt. Khương Nghịch nhìn đạo thần, chíu chặt mày, không biết đang nghĩ gì. Còn đạo thần kia thì nhìn sang Diệp Huyên, khi nhìn thấy Diệp Huyên, nàng ta chợt ngây người, sau đó bỗng nhíu mày. Đây là chuyện gì vậy chứ? Vẻ mặt đạo thần bỗng trở nên có phần khó coi. Mà lúc này, Diệp Huyên chậm chậm mở mắt. Đột nhiên có vô vàn thần cổ chi lực mạnh mẽ khắp đất trời lao về phía Diệp Huyên tựa như thủy triều. Bỉ Yêu rời tầm mắt nhìn Diệp Huyên đang sắp đột phá rồi. Mà lúc này, có lẽ đạo thần sắp ra tay rồi. Thế nhưng, nàng ấy lại kinh ngạc phát hiện, đạo thần kia lại không hề có ý định ra tay. Rất nhanh sau đó, vô vàn thần cổ chi lực lao vào trong thân thể Diệp Huyên, hơi thở Diệp Huyên bỗng chốc tăng mạnh. Đạo thần vẫn như cũ không có ý định ra tay. Bỉ Yêu ngẩng đầu nhìn đạo thần, khẽ nhíu chặt mày, người phụ nữ này có ý gì? Trên trời, đạo thần lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, sau đó muốn quay người rời đi, nhưng lúc này, Diệp Huyên bỗng nói, đợi đã. Đợi đã. Vừa dứt lời, hơi thở xung quanh Diệp Huyên lập tức biến mất không dấu vết. Đột phá rồi. Trên bầu trời, đạo thần nghe thấy lời của Diệp Huyên. Lập tức quay người nhìn Diệp Huyên nhìn lại đạo thần, như vậy đã đi rồi sao? Nghe vậy, tất cả mọi người trong sân đều nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên này còn dám nói với đạo thần như vậy sao? Thế nhưng, đạo thần lại không hề tức giận, nàng ta nhìn Diệp Huyên, có chuyện gì? Diệp Huyên bỗng chỉ vào Khương Nghịch bên dưới, nhìn hắn ta xem. Đạo thần nhìn Khương Nghịch, nàng ta lập tức nhíu mày, người quá khứ. Vẻ mặt Khương Nghịch bình tĩnh, cười nói, đúng. Đạo thần im lặng. Diệp Huyên cười nói, theo ta biết, người quá khứ không thể xuất hiện ở nơi này, đây là trận tự đạo pháp do chủ nhân Bút Đại Đạo lập ra, mà ngươi nhìn thấy rồi đấy. Chẳng lẽ không định quản sao? Đạo thần nhìn Diệp Huyên, ngươi cũng đang phạm luật. Ha ha! Khương Nghịch kia ở bên cạnh bỗng cười lớn, Diệp Huyên, ngươi muốn mượn đao giết người, nhưng không ngờ lại tự rước họa vào thân. Nực cười. Nực cười. Đạo thần đột nhiên quay đầu nhìn Khương Nghịch, liên quan đến ngươi sao? Khương Nghịch sững người. Lúc này, đạo thần kia xòe tay, thoáng chốc, giữa đất trời đột nhiên xuất hiện vô số tia chớp thần bí, mà hơi thở những tia chớp này lại đang nhắm về phía Khương Nghịch. Thấy vậy, vẻ mặt Khương Nghịch đột nhiên trở nên khó coi, chỉ vào Diệp Huyên, hắn cũng phạm pháp. Đạo thần nhíu mày, ngươi là ai, hắn là ai, có thể so được sao? Khương Nghịch lập tức nghẹn họng vì câu nói này. Ý gì chứ? Lúc này, đạo thần khẽ đè tay phải xuống, rơi. Chớp mắt, vô số tia chớp chút xuống như sao, tiến về phía Khương Nghịch. Thấy vậy, ánh mắt Khương Nghịch trở nên hung tàn, tên này đạp mạnh chân phải, cả người hóa thành một cột sáng phóng thẳng lên trời. Đối đầu. Thoáng chốc, cả đất trời lập tức rung chuyển. Từng tia chớp thần bí đánh vào người Khương Nghịch, nhưng, lại không thể tạo thành vết thương thực chất cho Khương Nghịch.
mà lúc này, đóa hoa sen trong tay đạo thần bỗng hóa thành sấm chớp cắt ngang chân trời. Bù! Ầm! Tiếng nổ lớn vang vọng, Khương Nghịch đang lao đến trước mặt đạo thần lập tức bị sấm chớp nổ tung lùi liên tục đến mười mấy vạn trượng. Sau khi Khương Nghịch dừng lại, tay phải hắn ta đã bị thiêu cháy. Ở phía xa, đạo thần lạnh lùng nhìn Khương Nghịch, mấy năm nay, quá khứ tông ngươi càng lúc càng ngông cuồng. Thế nào, có phải cảm thấy đạo môn ta không còn rồi không? Khương Nghịch xem thường, đạo môn, đúng là nực cười, không có chủ nhân các ngươi cũng chẳng khác gì đám lâu la. Nói xong, hắn ta chậm chậm siết chặt tay phải, thoáng chốc, đất trời xung quanh đột nhiên xuất hiện vô số sức mạnh thần bí. Ở bên dưới, Bỉ Yêu nheo mắt, đây là quá khứ chi lực. Lúc này, vẻ mặt đạo thần cũng có chút nghiêm trọng, nàng ta điểm ngón tay, đóa hoa sẽ lại xuất hiện trước mặt, nàng ta thầm niệm thần chú cổ xưa, bất chợt, đóa hoa sen biến thành một tia chớp dài gần nghìn trượng xuất hiện phía chân trời. Đạo thần điểm tay về phía Khương Nghịch đi. Bù! Tia chớp kia giống như một thanh kiếm khổng lồ chọc thủng bầu trời, chém mạnh về phía Khương Nghịch. Ở phía xa, ánh mắt Khương Nghịch kia bỗng có chút hung tàn, tay phải hắn ta nâng lên, chớp mắt, thời không xung quanh hắn ta lập tức nứt ra, từng cột trụ sáng màu vàng bay ra, sau đó ngưng tụ trong lòng bàn tay Khương Nghịch. Ầm ầm, đất trời đều rung chuyển. Khương Nghịch bỗng gầm lên, một quyền đánh xuống đất. Ầm ầm, một quyền này vừa đánh xuống, cả thế giới lập tức bắt đầu vỡ vụn. Ở bên dưới, đại tôn thần cổ tộc đang định ra tay bảo vệ thời không xung quanh, nhưng lại bị Bỉ Yêu ngăn lại. Đại tôn khó hiểu nhìn Bỉ Yêu, Bỉ Yêu khẽ nói, người không khôi phục được đâu. Bảo thần cổ vệ bảo vệ người trong tộc cho tốt. Nghe vậy, đại tôn khẽ gật đầu, quay người lùi đi. Bỉ Yêu ngẩng đầu nhìn bầu trời, lúc này, năng lượng hai người tung ra đang triệt tiêu lẫn nhau, sức lực ngang nhau. Lúc này, Diệp Huyên đi đến bên cạnh Bỉ Yêu, Bỉ Yêu khẽ nói, Diệp công tử, người biết đạo thần này sao? Diệp Huyên nói, từng gặp một lần. Bỉ Yêu nhìn Diệp Huyên, hình như nàng ấy có hơi kiêng dè ngươi. Diệp Huyên cười nói, có sao? Bỉ Yêu nhìn Diệp Huyên một lúc, rồi cười nói, Diệp công tử cười lên trông thật đẹp. Diệp Huyên cạn lời, cô gái này đang trêu chọc mình sao? Bỉ Yêu ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngay lúc này, Khương Nghịch lập tức bị thần lôi đánh bay đến mấy vạn trượng. Thấy vậy, Bỉ Yêu khẽ cười, không hổ là đạo thần. Thực lực này quả là lợi hại. Diệp Huyên khẽ gật đầu, hắn nhìn bầu trời, thực lực đạo thần này, chắc chắn là trên cổ đạo, cao thủ cổ đạo cảnh không thể mạnh được như nàng ấy được. Trên bầu trời, Khương Nghịch nhìn thân thể mình, lúc này, trên người hắn ta có vô số tia chớp nhỏ chớp nháy, còn đang liên tục ăn mòn da thịt. Khương Nghịch ngẩng đầu nhìn đạo thần phía xa, lúc này, ánh mắt hắn ta có chút nghiêm trọng. Đạo thần bỗng xòe tay, trong lòng bàn tay, đóa hoa sen kia lại xuất hiện. Lần này, giữa đất trời bỗng xuất hiện vô số tia chớp đen giáng xuống, cuối cùng lao vào trong đóa sen kia tự như dòng sông cuồn cuộn. Thấy vậy, ánh mắt Khương Nghịch ở phía xa bỗng trở nên hung tàn, hai tay hắn ta siết chặt, đột nhiên, xung quanh xuất hiện từng luồng quá khứ chi lực khủng khiếp, Khương Nghịch bỗng vung tay phải, ngưng. Ngưng. Vừa dứt lời, trong tầm mắt của tất cả mọi người, vô số quá khứ chi lực lập tức ngưng tụ thành một thanh kiếm khổng lồ. Thấy thanh kiếm khổng lồ được ngưng tụ từ quá khứ chi lực, Diệp Huyên ở bên dưới cũng khẽ giật mí mắt, nhịp tim hắn đột nhiên bắt đầu đập mạnh hơn. Mà ngay lúc này, Khương Nghịch kia đột nhiên điểm tay giữa trán, tức giận nói, mở. Mở. Ầm. Giữa trán hắn ta bỗng bắn ra một luồng sáng trắng này lập tức hóa thành một thông đạo kéo qua trời. Bỉ Yêu ở bên cạnh Diệp Huyên nhẹ giọng nói, thông đạo quá khứ. Hắn mở được thông đạo quá khứ, hắn muốn làm gì? Lúc này, trong thông đạo quá khứ kia, có vô số quá khứ chi lực nhưng thủy triều cuồn cuộn sôi sục, cuối cùng không ngừng tiến vào trong thanh kiếm khổng lồ kia, thanh kiếm rung chuyển, từng tiếng động vang vọng khắp đất trời. Thấy vậy, sắc mặt mọi người trong sân đều thay đổi. Lúc này, vẻ mặt đạo thần kia cũng vô cùng nặng nề. Mà tất cả mọi người đều không chú ý đến Diệp Huyên lúc này. Ngay lúc ấy, Khương Nghịch kia đột nhiên tức giận chỉ vào đạo thần, một kiếm chém ngươi. Vừa dứt lời, hắn chỉ mạnh về phía trước chém ra một kiếm.
thanh kiếm khổng lồ như một mũi tên rời cung bay đi. Bù! Đất trời nứt ra, sức mạnh hủy thiên diệt địa kinh khủng điên cuồng xé rách mọi thứ. Vẻ mặt đạo thần vô cùng nặng nề, nàng ta đang định ra tay thì lúc này, trong tầm mắt của tất cả mọi người, Diệp Huyên bên dưới bỗng phóng lên trời, trực tiếp lao về phía thanh kiếm khổng lồ. Tất cả mọi người đều sững sờ. Lúc này, Diệp Huyên và thanh kiếm kia va chạm. Ầm! Thoáng chốc, thanh kiếm lập tức hóa thành vô số năng lượng lao vào trong thân thể Diệp Huyên. Hấp thụ. Trong sân, tất cả mọi người đều hóa đá. Advertisement. Khương Nghịch kia trợn trừng hai mắt, vẻ mặt vô cùng khó tin. Sau khi Diệp Huyên hấp thụ thanh kiếm khổng lồ kia xong, hắn bỗng chốc phấn khích không thôi, hắn quay đầu nhìn đạo thần, bảo vệ ta. Nói xong, hắn lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu điên cuồng hấp thụ quá khứ chi lực. Bảo vệ. Đạo thần ở bên cạnh im lặng một lúc, rồi nói chết tiệt. Ta với ngươi quen thân lắm sao? Đạo thần không có đi. Nếu nàng ta đi thì Diệp Huyên chắc chắn sẽ bị Khương Nghịch đánh chết. Hắn mà chết thì sẽ rắc rối to cho mà xem. Hai cái muội muội kia của Diệp Huyên cũng không phải là người chịu phân rõ phải trái. Đằng xa, Khương Nghịch thấy Diệp Huyên thế mà lại trực tiếp hấp thu kiếm của mình thì sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Đương nhiên là kinh ngạc nhiều hơn. Tại sao Diệp Huyên lại có thể hấp thu kiếm của mình? Điều này thật sự rất vô lý. Hơn nữa, sau khi Diệp Huyên hấp thu, còn giống như muốn đột phá. Khương Nghịch thấy vậy chậm rãi siết chặt tay phải định ra tay. Song lúc này, lại bị một luồng khí tức khóa lại. Đạo thần. Khương Nghịch nhìn đạo thần, tức giận nói, đạo thần, hắn cũng là kẻ trái pháp luật. Tại sao ngươi không ra tay với hắn? Đạo thần nhàn nhạt liếc Khương Nghịch một cái nói, ngươi giống hắn sao? Khương Nghịch trầm giọng nói, ý ngươi là gì? Đạo thần lạnh nhạt nói, ý của ta là hắn có muội muội, ngươi không có. Muội muội. Khương Nghịch nghe vậy cau mày. Đạo thần lại bỗng nói, không biết chứ gì, ta nhắc nhở ngươi một chút vậy, hắn có hai cái muội muội, một người thích mặc váy trắng, hướng đi khó đoán. Các ngươi muốn tìm nàng thì sẽ hơi khó. Có điều, nàng có thể để ý xíu. Người còn lại tên Thanh Khâu, đang ở thư viện Quan Huyên của vũ trụ Quan Huyên. Các ngươi có thể đi tìm nàng. Khương Nghịch nhìn đạo thần hỏi, chúng ta tìm các nàng làm gì? Đạo thần khẽ thở dài nói, chẳng phải các ngươi muốn giết hắn sao? Ta nói cho các ngươi biết, muốn giết hắn thì phải giết muội muội của hắn trước. Khương Nghịch nghe thấy thế thì cau mày. Đạo thần lắc đầu, ngay cả lai lịch của hắn còn không biết rõ mà đã muốn giết người, nghĩ gì vậy hả? Nhớ kỹ lấy, sau này đừng có mà đi sai đường. Chỉ khi các ngươi giải quyết muội muội của hắn mới giết hắn được, hiểu chưa? Khương Nghịch liếc đạo thần hỏi, hai cái muội muội của hắn có lai lịch thế nào? Đạo thần nhàn nhạt đáp, không có lai lịch gì hết, chỉ là hai cái đại kiếm tiên. Kiếm tiên? Khương Nghịch im lặng, không biết đang suy nghĩ gì. Đạo thần cũng chẳng thèm để ý đến Khương Nghịch nữa, tuy thực lực của nàng ta mạnh hơn hắn ta, nhưng muốn giết Khương Nghịch vẫn hơi khó. Đến trình độ như họ, muốn đánh thắng đối phương thì không vấn đề. Nhưng muốn giết đối phương, vậy thì sẽ rất khó. Đạo thần ngó Diệp Huyên, giờ phút này, khí thế của hắn đã càng ngày càng mạnh. Sắp đột phá. Đạo thần nhíu mày. Trong tình huống bình thường thì Diệp Huyên không thể nào đột phá được. Vì trật tự cảnh là một cảnh giới vô cùng đặc biệt, phải có tín ngưỡng chi lực mới có thể đột phá. Đúng lúc này, xung quanh Diệp Huyên bỗng xuất hiện vô số lực lượng nhân gian. Đạo thần thấy cảnh đó, sắc mặt lập tức trầm xuống. Kia là tín ngưỡng chi lực. Diệp Huyên kia quả nhiên sắp đột phá. Giờ đây, sắc mặt đạo thần đã hơi khó coi vì Diệp Huyên là ngoại trật tự. Nội trật tự là được phép tồn tại, nhưng ngoại trật tự lại khác. Đó thật sự là đang khiêu khích trật tự của chủ nhân bút đại đạo. Đây là tạo phản. Hiện trường, vẻ mặt Bỉ Yêu cũng trở nên kỳ lạ. Nàng ấy cũng phát hiện Diệp Huyên là ngoại trật tự. Kia chính là thật sự đang tạo phản đó. Bỉ Yêu nhìn đạo thần thấy sắc mặt nàng ấy hết sức khó coi, nhưng cũng không có ra tay thì lập tức cau mày. Khương Nghịch bên cạnh bỗng quay đầu nhìn đạo thần quát, hắn là ngoại trật tự.
Đạo thần liếc Khương Nghịch nói, người đang nói gì vậy? Ta nghe không hiểu. Khương Nghịch nhìn chằm chằm vào đạo thần gần giọng nói, ta nói là hắn tu luyện ngoại trật tự. Hắn đang khiêu chiến với trật tự của chủ nhân bút đại đạo và khiêu khích đạo môn các ngươi. Đạo thần bình tĩnh hỏi, rồi sao? Khương Nghịch nghe vậy sửng sốt, sau đó kinh ngạc hỏi, gì mà rồi sao? Lẽ nào ngươi không nên xử hắn à? Đạo thần nhìn Khương Nghịch, cau mày hỏi, ai quy định không thể tạo phản? Á đù! Khương Nghịch nhìn đạo thần với vẻ hết sức khó tin, thần đạo giới nhà ngươi là giả hả? Hắn ta nói xong tức giận chỉ vào Diệp Huyên quát, ngươi thấy không? Hắn là ngoại trật tự đó. Hắn muốn thành lập một cái trật tự hoàn toàn mới, là đang tạo phản. Tạo phản đấy, đạo thần cau mày, người ta tạo phản liên quan quái gì đến ngươi? Mọi người, mẹ nó, Khương Nghịch cả giận chửi, bà nó. Mẹ, đạo thần, ngươi có ý gì? Ngươi! Hắn ta tức đến mức nói năng lộn xộn. Đạo thần trực tiếp mặc kệ hắn ta, quay đầu nhìn Diệp Huyên sắp đột phá đằng xa, im lặng không nói gì. Trong lòng nàng ta cũng khổ lắm chứ bộ. Đương nhiên là đạo thần biết Diệp Huyên đang tạo phản, toàn bộ đạo môn cũng biết điều đó. Hơn nữa, hắn còn tạo phản một cách trắng trợn, chẳng thèm giấu giếm chút nào. Nhưng mà, bọn họ cũng chẳng thể làm được gì, kể cả chủ nhân của nàng ta. Bởi vì, muội muội của hắn thật sự là rất trâu bò. Nàng ta đã sớm nghĩ thoáng rồi, tạo phản thì tạo phản vậy. Mắt nhắm mắt mở, người tốt, mọi người cùng tốt. Bên kia, Khương Nghịch lại gầm lên giận dữ, hắn đang tạo phản đó. Hắn! Đạo thần quay phát đầu lại nhìn về phía Khương Nghịch, cả giận nói, ai quy định không thể tạo phản. Ai, nếu ngươi cảm thấy khó chịu thì ngươi cũng tạo phản đi. Khương Nghịch khó có thể tin nhìn đạo thần, giờ đây, hắn ta thật sự không hiểu chuyện này rốt cuộc là sao vậy. Bỉ Yêu bên cạnh cũng liếc đạo thần. Từ lúc đạo thần ra sân đến giờ, nàng ấy vẫn luôn quan sát đạo thần nên đã phát hiện một vấn đề, chính là đạo thần có hơi kiêng kỵ Diệp Huyên. Tại sao lại kiêng kỵ? Hiển nhiên là đang kiêng kỵ người đứng sau lưng Diệp Huyên. Bỉ Yêu chậm rãi nhắm mắt lại. Là vì nữ kiếm tu thần bí một kiếm hủy thần cổ giới lúc trước ư. Lúc này, Khương Nghịch cũng tỉnh táo lại. Hắn ta phát hiện chuyện này không bình thường chút nào. Sao đạo thần lại có vẻ kiêng kỵ Diệp Huyên kia như vậy? Hắn ta nghĩ đến đó không khỏi ngó Diệp Huyên, có thể khiến đạo thần e dè thì thân phận của kẻ này tuyệt đối không đơn giản. Phải biết rằng, sau lưng đạo thần chính là đạo môn đấy. Khương Nghịch nghĩ thế. Vẻ mặt cũng trở nên hơi khó coi. Bấy giờ, Diệp Huyên trên tế đàn đằng xa bỗng mở mắt ra. Thoáng chốc, vô số kiếm ý và khí tức khủng bố chợt quét ngang xung quanh. Cả đất trời như gặp phải động đất chấn động một cách kịch liệt, khiến người ta vô cùng sợ hãi. Trật tự cảnh. Hiện trường, mọi người đều nhìn Diệp Huyên với ánh mắt hết sức phức tạp. Thực ra, ở trước mặt những ông lớn kia thì trật tự cảnh chẳng được xem là cái đinh gì cả. Thế nhưng, Diệp Huyên lại khác, kia chính là ngoại trật tự. Hơn nữa, đáng sợ nhất còn đột phá đến ngoại trật tự trước mặt đạo thần của đạo môn. Đây chẳng khác nào đang nói, ta đang tạo phản trước mặt ngươi đó, chẳng những vậy, ngươi còn phải hộ pháp cho ta. Nghĩ vậy, thoáng chốc đã có một số người nhìn về phía đạo thần. Song giờ, sắc mặt của đạo thần cũng hết sức khó coi. Đúng lúc này, đất trời chợt xuất hiện vô số tia sét. Và lại, chúng còn đỏ như máu. Đây là trời phạt. Còn là trời phạt có cấp bậc cao nhất. Hiện trường, mọi người đều nhìn về phía đạo thần với vẻ mặt cổ quái. Đạo thần bỗng liếc những luồng sấm sét đỏ như máu kia rồi lạnh lùng nói, không nhìn thấy ta đang ở đây hả? Sấm sét kia nghe vậy run lên, sau đó nhanh chóng biến mất. Khương Nghịch bên kia chợt cả giận nói, đạo thần, ngươi lấy việc công làm việc tư một cách trắng trợn như thế, không sợ chủ nhân. Đạo thần quay phát lại trừng Khương Nghịch, lạnh lùng nói, chỉ ngươi nói nhiều, ta nhịn ngươi hơi bị lâu rồi đó. Nàng ta nói xong bèn hóa thành một luồng sấm sét biến mất tại chỗ. Xoẹt! Thời không trước mặt Khương Nghịch bỗng rách toạc, sau đó một luồng sấm sét giống như núi lửa bùng nổ ập về phía hắn ta. Khương Nghịch thấy cảnh đó giận tím mắt chửi, mẹ nó. Hắn ta chửi xong bèn nhảy lên, giơ quyền đấm thẳng về phía trước.
Một quyền đó vừa đập xuống, vô số quá khứ chi lực điên cuồng trào ra. Ầm. Một mảnh sấm sét chợt bùng nổ. Ầm. Khương Nghịch và đạo thần đều không ngừng lui lại. Sau khi đạo thần dừng lại bèn mở tay ra, đóa sen kia đã xuất hiện trong tay. Kế tiếp, nàng ta bắt đầu đọc chữ ngữ từ xưa, chân trời lóe lên vô số đám mây sấm sét màu đỏ. Ngay sau đó, sấm sét màu đỏ rời đi lúc nãy lại xuất hiện trong sân. Khương Nghịch đằng xa thấy vậy, mí mắt lập tức giật tăng tăng, thở hổn hển quát, ngươi điên rồi hả? Đạo thần không chút do dự, trực tiếp nhấn một cái, đóa sen kia đã bay ra ngoài. Thoáng chốc, một uy áp khủng bố chợt quét ngang khắp nơi. Khương Nghịch nhìn thấy sấm sét màu đỏ ấy thì lập tức biến sắc, người phụ nữ kia điên thật rồi à? Đây là muốn liều mạng luôn. Khương Nghịch không kịp suy nghĩ gì thêm, bước lên trước một bước, đè mạnh tay phải xuống rồi lật lại. Ầm. Vừa lật đã có một sức mạnh như muốn hủy diệt đất trời phóng lên cao. Sau đó, trên vòng trời chợt xuất hiện một bàn tay khổng lồ đập xuống. Đùng. Giờ phút này, toàn bộ thần cổ giới đều run lên. Bên dưới, đại tôn cạnh Bỉ Yêu trầm giọng nói, thần cổ giới. Bỉ Yêu nhàn nhạt nói, lo cái gì? Đánh sập rồi vừa hay đổi nơi khác. Đại tôn. Bấy giờ, bàn tay khổng lồ kia cũng đập xuống. Nhưng mà, nó vừa đụng vào những luồng sấm sét màu đỏ kia đã lập tức nổ tung. Một sức mạnh càng dữ dội hơn quét ngang xung quanh. Khương Nghịch kia không ngừng lùi lại cả 10 vạn trượng, song khi dừng lại thì dưới ánh nhìn của mọi người, cơ thể hắn ta chợt biến mất từng chút một. Cơ thể bị phá hủy. Mà đằng xa, đạo thần cũng lùi lại cả mấy nghìn trượng. Nàng ta cũng không dễ chịu gì, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Bên kia, Bỉ Yêu ngó Khương Nghịch rồi lại nhìn đạo thần, cuối cùng lại rơi xuống trên người Diệp Huyên ở tế đàn đằng xa. Nàng ấy cứ thế nhìn chằm chằm hắn, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Khương Nghịch bỗng run giọng hỏi, người điên rồi hả? Hắn ta nói xong chỉ vào Diệp Huyên trên tế đàn đằng xa quát, tuy quá khứ tông ta cũng vi phạm pháp luật, nhưng chúng ta cũng không có tạo phản một cách trắng trợn. Ngươi nhìn cho kỹ xem, tên kia là ngoại trật tự đó. Ngoại trật tự, hắn đang tạo phản trước mặt của ngươi luôn đó. Đạo thần nhìn Khương Nghịch đáp, ta biết chứ. Khương Nghịch nhìn chằm chằm vào đạo thần hỏi, người biết thì sao không giết hắn? Đạo thần trừng Khương Nghịch, ta chỉ muốn đánh ngươi, ngươi có thắc mắc gì hả? Khương Nghịch tức đến mức suýt nữa hộc máu. Bấy giờ, Diệp Huyên đằng xa bỗng mở mắt ra, kiếm ý xung quanh hắn giống như một dòng nước lũ chấn động tinh không, khiến người ta hết sức sợ hãi. Hiện trường, mọi người đều nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên đứng dậy, hít sâu một hơi. Nhìn đạo thần đằng xa nói, cảm ơn. Đạo thần liếc Diệp Huyên đáp, không cần khách sáo. Lúc này, Khương Nghịch bỗng chửi ầm lên, mẹ nó. Ta hiểu rồi, các ngươi là cùng một ruột, bà mẹ nó các ngươi là cùng một đám, mẹ. Cùng một phe. Giờ phút này, Khương Nghịch coi như đã hiểu rồi. Hai người trước mặt hoàn toàn là cùng một phe. Nghĩ vậy thì mọi hành động của đạo thần cũng coi như đã hoàn toàn giải thích được. Đạo thần nghe thấy Khương Nghịch nói thế thì lạnh lùng liếc hắn ta một cái nhưng cũng không có giải thích cái gì. Khương Nghịch nhìn chằm chằm vào đạo thần với ánh mắt lạnh lẽo như băng, ngươi cũng thú vị thật, đường đường là đạo thần thế mà lại cấu kết với người ngoài tạo phản. Ngươi không sợ bị chủ nhân của mình đập chết hả? Đạo thần chỉ vào đầu mình nói, ông già, đầu óc cũng là một thứ tốt, hy vọng ngươi cũng có. Nàng ta nói xong bèn xoay người rời đi. Diệp Huyên bỗng nói, đạo thần cô nương, đợi chút đã. Đạo thần quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên nói, ta không giết được hắn ta. Diệp Huyên liếc Khương Nghịch nói, đạo thần cô nương, cô nghĩ nhầm rồi. Loại như ông ta hoàn toàn không coi ra cái thá gì hết. Mọi người. Khương Nghịch giận quá bật cười, giọng điệu lớn lối thật. Diệp Huyên. Ngươi cho rằng mình đã tới trật tự cảnh xong là vô địch hả? Ông đây nói cho ngươi biết, ta giết trật tự cảnh không có 100.000 cũng có 80.000. Ngươi tính thứ gì? Diệp Huyên đánh giá Khương Nghịch một cái rồi cười nói, giờ ông chỉ còn linh hồn. Hay là ta cho ông 3 ngày để khôi phục cơ thể, sau đó chúng ta đánh một trận công bằng. Chứ không, lại nói Diệp Huyên ta là một kẻ bị ổi, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.
Khương Nghịch châm chọc, đánh ngươi còn cần cơ thể sao? Diệp Huyên gật đầu, vậy ta sẽ ra tay. Một kiếm của ta, có lẽ sẽ khá mạnh, ông phải cẩn thận đó. Lúc này, Tiểu Tháp bỗng nói, tiểu chủ, sao người lại trở nên nói nhiều vậy? Và lại, nó cũng không giống phong cách lúc trước của người. Nếu là trước đây, chẳng phải sẽ thừa dịp ngươi bệnh, lấy mạng ngươi ư? Diệp Huyên thầm cười nói, đổi cách làm màu thôi mà, hiểu chưa? Tiểu Tháp câm nín một lát mới nói, người còn xuất sắc hơn cả chủ nhân nữa. Đằng xa, Khương Nghịch lạnh lùng nói, Diệp Huyên, người muốn đánh thì đánh đi, đừng nói nhảm nhiều như vậy nữa. Diệp Huyên gật đầu rồi bỗng dưng hóa thành tàn ảnh biến mất khỏi tại chỗ. Ong! Một tiếng kiếm ngâm ngân vang, toàn bộ tinh không trực tiếp bị xé rách tả tơi thành một tấm mạng nhện, khiến người ta hoảng sợ. Một kiếm này, hắn ra 7 phần sức mạnh. Kiếm ý nhân gian cộng thêm lực lượng cơ thể. Còn huyết mạch chi lực thì hắn vẫn chưa sử dụng. Khoảnh khắc Diệp Huyên chém ra một kiếm ấy, con người Khương Nghịch chợt co rút lại, lòng thầm hoảng sợ không thôi. Giờ phút này, hắn biết mình đã quá khinh địch. Thật sự là quá khinh địch. Không những là Khương Nghịch mà mọi người trong sân cũng biến sắc. Kể cả đạo thần, nàng ta nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, trong lòng kinh ngạc đến tột độ. Sức mạnh của một kiếm ấy thế mà đã vượt qua cao thủ cổ đạo cảnh. Bỉ Yêu cũng híp mắt, phải công nhận rằng một kiếm kia của Diệp Huyên quả thật đáng sợ. Kiếm tu. Bây giờ, Diệp Huyên thật sự có một khí thế một kiếm phá vạn pháp, một kiếm quét ngang vũ trụ. Đằng xa, tuy trong lòng Khương Nghịch hoảng sợ cùng cực, nhưng vẫn không ngồi chờ chết. Lúc này đây, hắn ta quyết định chọn cách phòng thủ. Bởi vì, nếu chọn cứng đối cứng, hắn ta chắc chắn sẽ chết. Dù gì, giờ hắn ta cũng chỉ còn lại linh hồn. Dưới ánh nhìn của mọi người, Khương Nghịch chắp tay trước, trong miệng nhanh chóng thì thầm chú ngữ thần bí lại xa xưa. Chẳng bao lâu sau, từng luồng linh hồn lực khủng bố trào ra từ trong người hắn ta. Cuối cùng, chúng hóa thành một tấm khiên chặn trước mặt. Không những thế, vì để phòng ngừa, hắn ta còn thôi thúc vô số quá khứ chi lực thêm vào tấm khiên linh hồn. Giờ đây, kiếm của Diệp Huyên cũng chém tới. Vèo. Trong mắt mọi người, kiếm của Diệp Huyên dễ dàng chẻ đôi tấm khiên kia tựa như bổ ra một miếng đậu hũ, mũi kiếm trực tiếp đâm thẳng vào giữa trán Khương Nghịch. Phập. Hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh như chết. Chết. Một cao thủ cổ đạo cảnh cứ thế biến mất. Đối diện Khương Nghịch, Diệp Huyên lẳng lặng đứng chắp tay phải sau lưng, trông ung dung lại nho nhã. Tất cả mọi người đều đang nhìn Diệp Huyên. Khương Nghịch có chút mờ mịt nhìn Diệp Huyên, tại sao? Ngươi! Diệp Huyên bỗng nói, nếu còn gì nữa thì để kiếp sau nói đi. Hắn nói xong, xoay người một cái, kiếm Thanh Huyên đằng sau lập tức hấp thu linh hồn của Khương Nghịch. Sau đó, nó bay thẳng lên cao rồi vẽ nên một đường cong duyên dáng. Cuối cùng, mới rơi vào lòng bàn tay phải mà Diệp Huyên đã sớm vươn ra. Mọi người! Diệp Huyên đi đến trước mặt đạo thần, nàng ta nhìn Diệp Huyên, trong mắt có chút đề phòng. Tuy Khương Nghịch kia chỉ còn linh hồn, nhưng cảnh giới vẫn trình hình ở đó, không phải là trật tự cảnh có thể giết được. Song, Diệp Huyên chẳng những giết mà còn giết một cách vô cùng nhẹ nhàng. Điều này chứng tỏ, giờ hắn đã có thực lực giết chết cổ đạo cảnh. Diệp Huyên cười nói, đạo thần cô nương, lúc trước cảm ơn nhé. Đạo thần im lặng một lát mới đáp. Không có gì. Diệp Huyên lại nói, ta còn có một yêu cầu quá đáng. Đạo thần liếc Diệp Huyên hỏi, là về thần cổ tộc. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Đạo thần khẽ lắc đầu nói, với thần cổ tộc kia thì ta bất lực, vì chủ nhân đã phong ấn nơi này. Đây không phải là thứ mà ta có thể phá giải được. Diệp Huyên lầm bầm, thì ra là thế. Hắn nói xong bèn ngó đạo thần hỏi, còn quá khứ tông, đạo môn các cô có thái với độ thế nào? Đạo thần trầm giọng nói, bọn họ đến từ quá khứ, điều này đã phá hư trật tự một cách nghiêm trọng nên đương nhiên chúng ta sẽ không bỏ qua. Có điều, tông môn đó khác phức tạp, giờ chủ nhân lại không có ở đây. Thế nên, ta phải trở về bàn bạc với các môn chủ trong đạo môn. Diệp Huyên nói, có thể nói sơ về quá khứ tông đó được không? Đạo thần khẽ lắc đầu, ta cũng không biết được nhiều lắm, chỉ biết họ sống trong quá khứ, là một thời không vô cùng đặc biệt. Còn những cái khác thì ta cũng chẳng biết được bao nhiêu.
Nàng ta nói xong bèn liếc Diệp Huyên một cái, nếu ngươi muốn biết nhiều hơn thì ta cảm thấy ngươi có thể bảo muội muội của mình dẫn người đến đi dạo thử xem. Diệp Huyên. Tiểu Tháp bỗng nhiên nói, cái bà này không phải người tốt. Không lừa được. Diệp Huyên cười nói, dù thế nào ta cũng sẽ nhớ ký ân tình đã ra tay giúp đỡ của đạo thần cô nương vào hôm nay. Đạo thần nặng nề hỏi, thật hả? Diệp Huyên gật đầu. Đạo thần ngó Diệp Huyên nói, ngươi không cần phải nhớ, vì giờ ngươi có thể trả. Diệp Huyên im lặng. Sơ suất quá. Đạo thần hỏi, khó xử à? Diệp Huyên cười, sao có thể? Không biết ta có thể giúp gì được cho đạo thần cô nương? Đạo thần đáp, hồi đó, khi chủ nhân ta rời đi từng để lại một cái hộp ở một nơi. Nhưng đến giờ, vẫn chưa ai có thể mở được, ta muốn ngươi thử mở nó ra. Diệp Huyên khá kinh ngạc, hộp. Đạo thần gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên nói, đạo thần cô nương cũng không thể mở, e rằng ta. Đạo thần bỗng nói, muội muội ngươi, à không phải, ý ta là mặt mũi của ngươi rất lớn, chắc hẳn chủ nhân sẽ nể mặt ngươi. Diệp Huyên liếc đạo thần không nói gì, ta cho cô một ánh mắt, cô tự mà hiểu đi. Đạo thần nhìn Diệp Huyên nói, nếu ngươi cảm thấy khó xử thì bỏ đi. Nàng ta còn cố ý nói cực kỳ lớn tiếng. Diệp Huyên cười, sao có thể chứ? Ta bằng lòng đi thử với đạo thần cô nương. Đương nhiên, ta cũng không dám chắc mình có thể mở cái hộp kia ra. Diệp Huyên gật đầu nói, không sao, nếu không mở được thì ân tình kia tạm thời giữ đó, sau này có cơ hội rồi trả. Diệp Huyên cạn lời. Lúc này, Bỉ Yêu đi đến bên cạnh hai người. Diệp Huyên bỏ qua chuyện đó nhìn nàng ấy cười nói, Bỉ Yêu cô nương yên tâm, chuyện ta đồng ý với cô thì đương nhiên sẽ làm được. Bỉ Yêu thành khẩn nói, cảm ơn. Diệp Huyên ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời một cái, mở tay ra, kiếm Thanh Huyên bỗng phóng lên cao. Một luồng kiếm quang chợt xẹt qua phía chân trời. Ầm. Bấy giờ, một chữ đạo màu vàng khổng lồ chợt xuất hiện trong mắt mọi người. Đám người thần cổ tộc thấy chữ đó thì sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi. Chính là nó, đã giam giữ bọn họ gần cả trăm triệu năm. Diệp Huyên nhìn chữ đạo kia, chợt suy nghĩ, kiếm Thanh Huyên đã bay đến trước mặt nó. Đúng lúc này, chữ đạo đó chợt run lên. Phút chốc, dưới ánh chăm chú của mọi người, nó dần dần mờ đi. Chỉ một lát sau, chữ đạo đó đã hoàn toàn biến mất. Mà xung quanh, cũng có một lực lượng quỷ dị yên lặng biến mất. Đám người thần cổ tộc có mặt ở đây thấy thế lập tức bùng nổ, vô số tiếng hoan hô vang lên tận mây xanh. Giải được phong ấn rồi. Bỉ Yêu nhìn chân trời với ánh mắt vô cùng phức tạp. Đạo thần đứng bên liếc Diệp Huyên, không nói gì. Giờ phút này, chính nàng ta cũng hơi mờ mịt. Toàn bộ đạo môn đều biết Diệp Huyên đang tạo phản, mà còn là tạo phản một cách trắng trợn. Thế nhưng, bên cạnh hắn lại có Bút Đại Đạo, có Mục Thiên Đạo đi theo. Song quan trọng nhất là, Diệp Huyên còn từng là người thiên mệnh. Chuyện này là sao? Lẽ nào chủ nhân muốn xây dựng lại một trật tự hoàn toàn mới ư? Nhưng nếu chủ nhân muốn làm thế thì sao phải mượn tay của Diệp Huyên cơ chứ? Chẳng lẽ là muốn thanh lý nội bộ? Đạo thần nghĩ vậy thì lập tức giật mình, nghĩ đi nghĩ lại, nàng ta lại càng toát mồ hôi lạnh. Càng nghĩ càng thấy có khả năng là thế. Bởi vì giờ đây, bên trong đạo môn đúng là vô cùng mục nát. Đừng nói người khác, ngay cả nàng ta cũng vớt lấy rất nhiều chỗ tốt. Đạo thần nghĩ đến đây không khỏi ngó Diệp Huyên cạnh bên, không biết toàn tính điều gì trong lòng. Bấy giờ, Diệp Huyên nhìn Bỉ Yêu cười nói, chúc mừng Bỉ Yêu cô nương. Bỉ Yêu khẽ gật đầu đáp, cảm ơn Diệp công tử. Diệp Huyên ngó nàng ta nói, Bỉ Yêu cô nương, tự do khó đến, hy vọng quý trọng. Bỉ Yêu cười nói, Diệp công tử yên tâm, ta sẽ không đi báo thù. Thần cổ tộc bây giờ đã không còn là đối thủ của đạo môn nữa. Diệp Huyên gật đầu, vậy giữ gìn sức khỏe nhé. Hắn nói xong bèn nhìn đạo thần bảo, chúng ta đi thôi. Xong đúng lúc này, Bỉ Yêu lại bỗng nói, Diệp công tử, quá khứ tông rất lợi hại, cẩn thận nhé. Diệp Huyên nhìn thoáng qua nàng ấy, cười nói cảm ơn đã nhắc nhở. Bỉ Yêu cũng cười bảo, khách sáo rồi. Diệp Huyên khẽ gật đầu, sau đó nhìn đạo thần nói, đi thôi. Đạo thần gật đầu rồi liếc Bỉ Yêu một cái mới xoay người rời đi.
Bỉ Yêu nhìn bóng lưng đi xa của Diệp Huyên và đạo thần, im lặng một lúc bỗng dưng nói, ra đi. Nàng ấy vừa nói xong, bỗng có một giọng nói vang lên từ bên cạnh, thật là bất ngờ, Bỉ Yêu tộc trưởng thế mà lại đạt tới tam chi cảnh trong truyền thuyết, biết số trời, biết phúc họa, biết tương lai. Chẳng trách, cô lại không tiếc mọi thứ làm quen với vị Diệp công tử kia. Bỉ Yêu xoay người nhìn về phía người nói chuyện, người đến từ tương lai. Trước mặt Bỉ Yêu có một bóng hình mơ hồ, nhìn không rõ ràng. Bóng hình cười nói, Bỉ Yêu cô nương thật tinh tường. Vẻ mặt Bỉ Yêu bình tĩnh, cho dù là quá khứ hay tương lai, ta đều không có bao nhiêu hứng thú. Bóng hình khẽ cười nói, ta đến từ tương lai, chẳng lẽ Bỉ Yêu cô nương không muốn nghe kết cục trong tương lai của thần cổ tộc sao? Bỉ Yêu cười nói, người nói như vậy, trái lại ta có hứng thú rồi. Nói thử xem. Bóng hình nói, Bỉ Yêu cô nương bỏ mình, thần cổ tộc diệt vong. Sắc mặt Bỉ Yêu vẫn bình tĩnh, thật sao? Bóng hình cười nói, Bỉ Yêu tộc trưởng rất bình tĩnh. Bỉ Yêu lắc đầu cười, nếu các hạ có chuyện gì, cứ việc nói thẳng ra. Bóng hình nói, bọn ta muốn mời Bỉ Yêu tộc trưởng gia nhập, cùng nhau mưu đồ việc lớn. Bỉ Yêu ngẫm nghĩ, sau đó nói, thái độ của các ngươi đối với Diệp công tử là như thế nào? Bóng hình nói, người này có thể ảnh hưởng đến thế cục tương lai, mà một nhân tố không ổn định, nhất định phải diệt trừ. Nghe vậy, Bỉ Yêu khẽ thở dài, có phải các hạ cảm thấy ta cũng ngu xuẩn giống Khương Nghịch kia? Bóng hình nhìn Bỉ Yêu tộc trưởng có ý gì? Bỉ Yêu cười nói, có ý gì? Nói xong, nàng ấy lắc đầu cười một tiếng, sau đó quay người rời đi. Bóng hình nhìn Bỉ Yêu đi về nơi xa, không nói lời nào. Lúc này, Bỉ Yêu kia đột nhiên nói, kiêu căng ngạo mạn là thiên tính của người vô tri, những người thiếu thốn kiến thức thường có loại cảm giác ưu việt. Bởi vì thiếu thốn kiến thức, họ luôn tin tưởng vào sự tuyệt đối, bởi vì họ chưa từng gặp chuyện vượt ra khỏi nhận biết của họ. Nói xong, trong đầu nàng ấy hiện ra một kiếm rung trời của cô gái kiếm tu hôm đó. Nghĩ đến một kiếm kia, nàng ấy không nhịn được cười tự giễu. Một kiếm kia đã đổi mới nhận biết của nàng ấy. Một kiếm kia khiến nàng ấy hiểu rõ, tam chi cảnh có là cái thá gì. Lúc này, bóng hình kia chợt nói, có lẽ Bỉ Yêu cô nương đã hiểu nhầm về thực lực của bọn ta. Nơi xa, Bỉ Yêu xua tay, ta không có hứng thú gia nhập quá khứ tông, cũng không có hứng thú gia nhập vào các ngươi. Nói xong, nàng ấy biến mất ở nơi xa. Bóng hình im lặng một lát rồi quay người rời đi. Nơi xa, Bỉ Yêu bỗng mở bàn tay ra. Một lá bùa truyền âm xuất hiện trong tay nàng ấy đã ghi chép lại toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi. Bỉ Yêu mở bàn tay ra, bùa truyền âm kia chậm rãi bay lên, thoáng chốc, nó hóa thành một vệt ánh sáng biến mất ở sâu trong tinh không xa xăm. Khóe miệng Bỉ Yêu hơi cong lên, Diệp công tử, ngươi lại nợ ta một ân tình rồi. Nói xong, nàng ấy cười hệt như một con hồ ly. Trong tinh không nào đó, Diệp Huyên đang xuyên qua đường hầm thời không với đạo thần chợt nhìn sang bên phải, nơi đó đột nhiên xuất hiện một lá bùa truyền âm. Diệp Huyên mở bàn tay ra, bùa truyền âm bay vào trong tay hắn, chỉ thoáng chốc, một tiếng nói thần bí truyền ra. Chính là tiếng nói của bóng hình kia. Sau khi nghe xong, Diệp Huyên cau mày lại. Người của tương lai. Đối phương nhằm vào mình. Diệp Huyên thật sự không thể hiểu nổi, người trong quá khứ nhằm vào mình. Người của tương lai cũng nhằm vào mình cũng đâu làm ra chuyện gì. Lúc này, đạo thần nói, quá khứ tông nhằm vào ngươi, người của tương lai cũng nhằm vào ngươi, ngươi thật thê thảm. Diệp Huyên thoáng nhìn đạo thần, lại nói, đạo môn cô đều mặc kệ bọn họ à. Bọn họ đang phá hỏng trật tự đấy. Đạo thần thản nhiên nói, không phải ngươi cũng đang phá hỏng trật tự sao? Bọn ta cũng không để ý đến ngươi. Diệp Huyên cười nói, đạo thần cô nương, ta cảm thấy đạo môn nên có một số thay đổi, đó cũng không phải là chuyện xấu, cô cảm thấy thế nào? Đạo thần im lặng. Diệp Huyên cười nói, cô từng tham ô không? Đạo thần nhìn Diệp Huyên, liêm khiết thanh bạch, luôn luôn chính trực. Diệp Huyên giơ ngón tay cái, đang định nói chuyện, đạo thần lại nói, ta tham ô không nhiều. Vừa đủ dùng mà thôi. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên cứng đờ. Ngón tay cái vốn đã dựng thẳng lập tức cong lại. Đạo thần thản nhiên nói, bọn ta cũng làm việc,
cũng cần tồn tại, ngươi nói xem. Diệp Huyên không nói lời nào. Đạo thần lại nói, nếu như ngươi trở thành đạo môn chi chủ, ngươi sẽ làm như thế nào? Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, cô hy vọng ta sẽ làm như thế nào? Đạo thần nhìn Diệp Huyên, ngươi sẽ thanh lý hết tất cả người tham ô sao? Diệp Huyên lắc đầu cười, đạo thần cô nương, cô không hiểu chủ nhân cô, cũng không hiểu thế cục hiện giờ, đối với cô thì điều này không phải chuyện tốt gì. Nói xong, hắn nhìn về phía đạo thần, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, đừng ôm suy nghĩ sẽ gặp may, hiểu không? Đạo thần nhìn Diệp Huyên, một lát sau, nàng ta nói, có phải chủ nhân để ngươi thành lập một trật tự hoàn toàn mới? Diệp Huyên cười nói, cô cảm thấy thế nào? Đạo thần im lặng một lát rồi nói, Diệp công tử, ngươi đừng nói mấy lời lập lờ nước đôi. Có gì, ngươi cứ nói thẳng cho ta biết. Diệp Huyên mỉm cười, sau đó nhìn về nơi xa, có phải chúng ta đến rồi không? Đạo thần cũng quay người nhìn về nơi xa, nơi đó xuất hiện một ánh sáng trắng. Đạo thần khẽ gật đầu, đến rồi. Khi nói chuyện, hai người đã xuyên qua ánh sáng trắng. Thoáng chốc, hai người xuất hiện trước một rừng trúc, chính giữa rừng trúc có một con đường nhỏ lát đá xanh, ở cuối cùng đường nhỏ là một căn phòng trúc tinh xảo, sau phòng trúc là một thác nước cao đến trăm trượng, rộng đến mấy chục trượng, vô số dòng nước trút xuống, bên trong đầm nước bên dưới, bọt nước bắn tung tóe. Rất yên tĩnh. Đạo thần nhìn căn phòng trúc nơi xa, ánh mắt phức tạp. Một lát sau, đạo thần khẽ nói, đi thôi. Nói xong, nàng ta đi về phía phòng trúc. Diệp Huyên thoáng nhìn xung quanh, sau đó đi theo. Khi hai người tới trước phòng trúc, Diệp Huyên phát hiện, vậy mà trong phòng trúc có một cô gái đang ngồi, cô gái xóa tóc xuống vai, mặc một chiếc váy dài màu trắng đơn giản, giờ phút này, trong tay đang cầm một cuốn sách cổ. Diệp Huyên nhìn đạo thần hỏi, nàng ta là. Đạo thần khẽ nói, từng đi theo chủ nhân, cũng được coi là người của đạo môn. Nhưng mà, cụ thể thế nào ta cũng không rõ lắm, ta chỉ biết là, hình như lúc trước nàng ta luôn cầu xin chủ nhân chuyện gì đó, nhưng hình như chủ nhân không đồng ý. Cô gái chợt quay đầu nhìn về phía đạo thần và Diệp Huyên, giây phút này, Diệp Huyên nhìn thấy khuôn mặt cô gái, đây là một khuôn mặt tuyệt đẹp, khiến cho người ta vừa nhìn đã khó mà quên được. Ánh mắt cô gái rơi xuống người đạo thần, đạo thần. Đạo thần khẽ cười nói, Tương Liêm. Tương Liêm khẽ gật đầu, nàng ta thoáng nhìn Diệp Huyên bên cạnh, hắn chính là Diệp Huyên. Đạo thần gật đầu. Tương Liêm khẽ nói, vua dựa dẫm. Sắc mặt Diệp Huyên lập tức đen lại, cô có thể gọi ta là Diệp Huyên. Tương Liêm nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, các ngươi có việc gì sao? Đạo thần nghiêm túc nói, hắn có thể mở chiếc hộp chủ nhân để lại. Nghe vậy, Tương Liêm lập tức cau mày lại. Đạo thần trực tiếp dẫn Diệp Huyên vào trong phòng trúc. Sau khi đi vào phòng trúc, Diệp Huyên phát hiện, trong phòng trúc bày đầy kệ sách, trên kệ sách đặt chi chít những cuốn sách cổ. Thư phòng. Đạo thần ngồi xuống trước mặt Tương Liêm, cho hắn thử đi. Tương Liêm im lặng. Đạo thần khẽ nói, quá khứ tông xuất hiện. Người của tương lai cũng xuất hiện, chúng ta cần phải liên lạc với chủ nhân, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn. Tương Liêm im lặng một lát rồi nói, vậy thì cho hắn thử đi. Nói xong, nàng ta đứng dậy đi đến trước kệ sách bên cạnh, nàng ta lấy ra một chiếc hộp màu đen trên kệ sách, sau đó cầm chiếc hộp đi đến trước mặt Diệp Huyên, đưa nó cho Diệp Huyên. Diệp Huyên thoáng nhìn chiếc hộp kia, nhìn từ bên ngoài, chiếc hộp này rất bình thường. Diệp Huyên nói, đây là thứ chủ nhân các cô để lại. Đạo thần gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên nhìn về phía đạo thần, các cô cũng không liên lạc được với chủ nhân mình. Đạo thần khẽ gật đầu, rất lâu trước đây, bọn ta đã không cách nào liên lạc với y rồi. Bằng không, sao bọn ta có thể để quá khứ tông và những người của tương lai kia ngông cuồng như vậy? Diệp Huyên nhìn chiếc hộp, tay phải hắn đặt trên chiếc hộp, lúc này, trên đó xuất hiện một phù ấn. Phong ấn chủ nhân bút đại đạo để lại. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó lấy kiếm thanh huyên ra, nhưng mà, hắn vừa lấy kiếm thanh huyên ra, phù ấn kia đã chậm rãi biến mất. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên không còn gì để nói. Thế này cũng nể mặt quá rồi. Ánh mắt đạo thần mang theo kỳ lạ nhìn về phía Diệp Huyên, nhưng cũng không nói thêm lời nào. Tương Liêm cũng thoáng nhìn Diệp Huyên.
trong mắt ngoài ngạc nhiên khiếp sợ thì còn mang theo vẻ tò mò. Lúc này, chiếc hộp kia từ từ mở ra, trong hộp là một tấm lệnh bài màu xanh to chừng bàn tay, bên trên khắc một chữ, đạo, nho nhỏ. Nhìn thấy tấm lệnh bài này, sắc mặt đạo thần và Tương Liêm đều thay đổi. Diệp Huyên hơi tò mò, đây là... Đạo thần trầm giọng nói, đạo lệnh, thấy nó như thấy chủ nhân, bất kỳ người nào cũng phải nghe theo mệnh lệnh. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, bất kỳ kẻ nào trong đạo môn cũng phải nghe theo. Diệp Huyên nhìn hai cô gái, sau đó cười nói, chúc mừng hai người các cô. Nhưng mà, hai cô gái đều nhìn hắn mà không nói lời nào. Diệp Huyên nhíu mày, các cô nhìn ta làm gì? Hai cô gái nhìn Diệp Huyên, vẫn không nói lời nào. Diệp Huyên trầm giọng nói, sẽ không phải là để lại cái này cho ta đấy chứ. Đạo thần chỉ vào đạo lệnh kia, người cầm lên thử xem. Diệp Huyên do dự một lát, sau đó cầm lấy đạo lệnh, mà hắn vừa cầm vào, đạo lệnh kia bỗng nhiên hóa thành một luồng sáng xanh chui vào giữa trán hắn. Quỳnh! Toàn thân Diệp Huyên đột nhiên bộc phát ra ánh sáng xanh chói lóa, cùng lúc đó, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một chữ, đạo, lớn màu xanh. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt hai cô gái trở nên vô cùng phức tạp. Diệp Huyên vẫn hơi không hiểu, mà lúc này, Tiểu Bút đột nhiên nói, chúc mừng cậu. Diệp Huyên trầm giọng nói, có ý gì? Tiểu Bút nói, lệnh này công nhận cậu, cũng chứng tỏ rằng cậu có thể ra lệnh cho toàn bộ đạo môn. Chủ nhân không xuất hiện, cậu là người lớn nhất đạo môn, cậu có thể ra lệnh cho bất kỳ chi nhánh hay bất kỳ người nào của đạo môn. Cậu yên tâm, bọn họ tuyệt đối không dám làm trái mệnh lệnh. Diệp Huyên nói, vì sao chọn chúng ta? Tiểu Bút im lặng một lát rồi nói, có lẽ là bởi vì cậu đẹp trai. Diệp Huyên dứt khoát bỏ qua Tiểu Bút, trực giác nói cho hắn biết rằng điều này không thích hợp, có lẽ chủ nhân Bút Đại Đạo này đang gài bẫy hắn. Nào có chuyện tốt như vậy? Nghĩ đến đây, Diệp Huyên nhìn về phía đạo thần và Tương Liêm, cười nói, các cô xem, ta cũng không phải người của đạo môn, cầm tấm lệnh bài này rất không thích hợp. Ta có thể đưa nó cho các cô. Nói xong, hắn muốn cầm tấm lệnh bài kia lên, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, căn bản không lấy lệnh bài kia ra được. Diệp Huyên sửng sốt. Lại còn có thể ép mua ép bán. Ánh mắt đạo thần phức tạp, quả nhiên ngươi là người mà chủ nhân chọn chúng. Nói xong, nàng ta dừng lại chốc lát, sau đó nói, ta nói thật, mấy năm nay ta quả thật có tham ô một chút, nhưng cũng không phải rất nhiều, ta biết rất nhiều người tham ô, ta muốn báo cáo, ta muốn lập công chuộc tội. Diệp Huyên. Tố cáo. Lập công chuộc tội. Diệp Huyên cũng bị đạo thần kia làm cho cạn lời. Bên cạnh. Tương Liêm kéo lấy ông tay áo đạo thần nói, ngươi làm gì thế? Đừng chọc nhiều người tức giận như vậy chứ. Đạo thần khẽ thở dài, đành vậy, ta cũng chỉ có thể ngươi chết ta sống. Tương Liêm im lặng. Diệp Huyên bỗng hỏi, đạo thần cô nương, Tương Liêm cô nương, có được đạo lệnh là có thể mệnh lệnh toàn bộ đạo môn hả? Hai nàng gật đầu, Diệp Huyên lại hỏi, nói cách khác, trong đạo môn, ngoài chủ nhân của hai cô ra thì ta đều có xử sai bất luận kẻ nào. Đạo thần ngẫm nghĩ rồi đáp, trên lý thuyết thì là như vậy, Diệp Huyên cau mày nói, trên thực tế lại khác à. Đạo thần khẽ thở dài, vậy mới nói, ngươi có thể điều động toàn bộ mọi người trong đạo môn. Mặt ngoài thì họ không dám không nghe theo lệnh ngươi, nhưng chắc chắn sẽ có một vài người bằng mặt không bằng lòng. Điều này phải dựa vào ngươi, thủ đoạn của ngươi đủ mạnh mẽ thì có thể đàn áp họ. Nếu ngươi hèn nhát yếu kém thì họ nhất định sẽ mặt ngoài một bộ, bên trong một bộ. Diệp Huyên liếc hai cô, còn các cô có phải sẽ mặt ngoài một bộ, mặt trong một bộ không? Đạo thần nghiêm túc nói, ta không phải loại người như vậy. Diệp Huyên cười lạnh, đạo thần cô mới là yêu ma trước quỷ nhất đó. Lúc này, Tương Liêm bỗng hỏi, người nghĩ thế nào? Nghĩ gì? Diệp Huyên im lặng. Làm. Nếu làm, đương nhiên sẽ có rất nhiều chỗ tốt, nhưng cũng sẽ có hại. Bởi vì trên đời này không có bữa cơm nào là miễn phí cả. Nếu làm không thỏa đáng, không biết có bị rớt vào hố không? Chắc không mấy khả năng đâu. Giờ, hắn vẫn chưa thể địch lại chủ nhân Bút Đại Đạo. Diệp Huyên nghĩ vậy, cười nói, thế tạm thời ta đành cố mà làm vậy. Hai nàng cạn lời.
hắn bỗng nhìn thoáng qua những cuốn sách cổ trong đây hỏi, đây là do chủ nhân bút đại đạo để lại hả? Tương Liêm gật đầu, đúng vậy, chúng đều là những cuốn sách cổ do chủ nhân cất giữ. Còn có một ít là do chính mình biên soạn. Diệp Huyên hỏi, ta có thể ở đây xem không? Tương Liêm cười đáp, không cần khách sáo như thế, bắt đầu từ bây giờ, người có thể điều động mọi thứ trong đạo môn. Diệp Huyên gật đầu rồi đi đến trước một kệ sách gần nhất, cầm lấy một rồi bắt đầu đọc. Đọc sách. Hắn đương nhiên là tò mò và hào hứng đối với cất giữ của chủ nhân bút đại đạo rồi. Cuốn sách cổ đang ở trong tay hắn là Đạo Điển. Không phải tâm pháp hay thần thông mà chỉ là một quyển sách thuyết minh về đạo, vừa nhìn sơ qua thì vẻ mặt Diệp Huyên đã dần trở nên nghiêm túc. Vạn vật tốt khi không tranh, ở nơi lòng người hiểm ác, cố vì đạo, tích thiện, thiện tâm. Diệp Huyên đọc một hồi rồi hoàn toàn đắm chìm bên trong. Đạo thần bên kia ngó Diệp Huyên rồi nói, ra ngoài nói đi. Nàng ta nói xong bèn xoay người rời khỏi nhà tre. Tương Liêm cũng theo sát ở phía sau. Hai nàng men theo con sông nhỏ trước nhà tre đi về phía xa, đạo thần mở miệng trước, chủ nhân là định thành lập một trật tự hoàn toàn mới và chỉnh đốn bên trong đạo môn. Tương Liêm bình tĩnh đáp, bình thường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 239.